Rồi. Đó. Giờ mình sửa từng cái từ đầu đến cuối ha. Cái trang mình tên là Ron đúng không anh? Em sẽ mở code ra. Rồi. À, ở hai bên nha. Rồi. Tắt này luôn. Thì thường thường á, lúc mà mới vô code á, thông thường là mình hồi nãy đã pull code về rồi, nhưng mà chắc thử cái code mới về không nha. Em sẽ mở ở đây, em sẽ gọi lệnh đi. Git fact git pull. Rồi ok hết rồi ha, code mới nhất rồi ha. Rồi giờ em mở cái file lên để sửa. File đó là trong thuộc role nè. Send deliver này đúng không? Rồi, đây là file code. File C là file code của mình chỉ có code thôi, còn này là file về nội dung email đúng không? Ở đây mở ra anh thấy nó dư này nè, không biết này cái gì nè. Không xài đúng không? Tự nhiên cái mở xong BB đóng BB không xài thì mình bỏ luôn nó đi ha. Bỏ cái đó trước. Rồi giờ mình test thử coi vô đây chạy được chưa. Đặt test trước là e cho đại đi 123 chấm phẩy exit. Lưu lại. Rồi luôn. À, để check thử coi đường dẫn của trang này là cái gì thì mở thằng index ra. Cái tên file của mình là send renewer đúng không? Send ship gạch renewer đây là đường dẫn mình sẽ là sẹt ron này đúng không, mình sẽ truy cập vào trang web đó là sai tâm dán nó ra thôi, enter chạy vô ra 123 ha. Ok ha, giờ em sẽ test code thì nó đang chạy ở đây đúng không, coi là cái yêu cầu coi nè, coi là cái yêu cầu đầu tiên hết á, là lấy ra biến là đô la im của tháng sau đúng không. À, ví dụ nè, giờ đang là tháng 6 thì lấy ra tháng 7 đúng không? Theo kiểu này thì code của anh đang là đầu tiên hết á là lấy tháng 5 hiện tại, xong rồi từ tháng 5 hiện tại đó mới lại chuyển nó sang là cái tham, mà xong rồi cổng này nó hơi phức tạp quá, cách này hơi dài dòng quá đúng không? Ví dụ em cũng không biết code, bữa giờ em cũng xài chat GPT hỏi nó, giả sử giờ mình lại hỏi nó ha, hỏi nó hỏi luôn nè, có một cái cuộc chat dành cho BB để riêng nè, ví dụ em hỏi nó ha. Có biết B8 luôn, nó rõ là có B8 ha, giúp lấy ra 5 và tháng tháng tiếp theo đi, tháng tiếp theo có định dạng là ví dụ nó 2023 gạch 07 ví dụ vậy đó. Phải không? Là nó sẽ hiểu thôi, enter gửi lên để cho code mình. Đó. Nó có một dòng code nhất thôi. Nestman bằng strtam hoặc là hai dòng, mình thấy dòng này gọn hơn nè. Đúng không? Từ đây thì mình chỉ cần lấy đây đủ rồi. Thử nè ha. Được chưa? Nestman, em cho thử ha. Nó ngắn gọn hơn đó, đó là Nestman chấm phẩy exit. Rồi sẽ test thử chạy lên thử coi nó ra làm sao đúng không, ra đúng không, vậy đâu cần phải lấy cái này chi, lấy cái này xong nó chuyển lại mất công đúng không. Nhưng mà em sẽ không đặt tên biến là Nestman đâu, đặt tên biến đặt theo cái yêu cầu này luôn, lấy ra biến im đặt là im luôn. Tại vì tại sao không đặt Nestman, tại vì như nè đó là im mà đặt tên Nestman cũng được, nhưng đôi lúc như nè em sẽ để nguyên dòng này comment lại, em sẽ ghi là im bằng luôn, em cho tháng cụ thể luôn, giống như là 2023 gạch 02 ví dụ vậy, em tự cho luôn, em bỏ em tạm comment lại. Ví dụ em muốn là ví dụ như bây giờ sắp nghỉ Tết rồi em muốn thông báo trước, tại vì thường Tết họ nghỉ, ví dụ gần Tết 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 âm lịch đúng không, người ta nghỉ một cái tháng, như ta nghỉ lâu quá thì mình báo, thay vì mình báo ví dụ như là tháng 12 thì báo cho tháng 1, thì giờ 12 báo tháng 1 báo tháng 2 luôn, thì em comment em tự, anh thấy con số khác cụ thể ở đây luôn thì nó ra nó sẽ chạy theo đúng cái tháng này luôn, hiểu không, tức là vẫn được đúng không. Ừ, tức là anh đặt tên gì cho nó mình sửa được rồi, nó không cần đặt chỉ đất mình, tức là không phải lúc nào nó cũng Netman hết ha, tức là mình thể sửa được đây, thì chỗ này đặt là im luôn. Vậy thì trước mắt á, những chỗ Netman này của anh nè, em sẽ thay đổi im, à anh đặt luôn rồi nè, Netman bằng này xong rồi là im bằng Netman, hơi phức tạp quá, đáng lẽ đây có thể đặt là đều là im luôn cũng được mà đúng không, không cần ha, bớt code lại cho nó gọn. Vậy thì tất cả những cái này nè em sẽ bỏ hết, em sẽ chuyển nó thành là im thôi là được. Tới đây ha, e cho im là xem như xong, được chưa, là một bước ha. Rồi bây giờ á, tiếp tục nè, dựa vào biến này truy vấn vào bảng service trainer lấy ra danh sách các dịch vụ có cái cột này nằm trong thang im đúng không, và nhóm dữ liệu theo cột là customer ID đúng không. Rồi em sẽ check thử coi em lấy dữ liệu đúng chưa nha, em render ở đây là luôn nè, mình sẽ render đó, e cho re render vẽ xích nó ra đúng không, check thử coi là nó ra gì.
Cái này là anh lấy ra tất cả rồi, nhưng mà hình như là chưa có nhóm đúng không? Đúng không? Chỉ lấy ra tất cả dịch vụ mà sẽ hết hạn trong khoảng thời gian đó thôi. Chứ chưa có nhóm. Thì coi câu chi vấn là biết à. Coi câu chi vấn là biết. Rồi, service expire câu chi vấn. Bây giờ chủ yếu là câu chi vấn nè. Thấy không? Câu chi vấn này thì hơi dài quá, để em tìm cách ha. Với lại câu chi vấn anh cũng hơi có xíu vấn đề là anh đang truyền thẳng vô bằng trong này nè, là cái này là bị sai nè. Mình hạn chế mình truyền thẳng vào trong câu chi vấn này mà phải đưa vô một cái mảng params, đây thành chấm hỏi hay là cái gì đó. Hay tên biến gì đó, mình truyền thẳng như vậy là rất dễ bị người ta hack. Ha, tức là mình không truyền thẳng vào đây ha. Đó, thì bây giờ nè. Em sẽ định dạng lại câu chi vô cái này coi, có cách đặt định dạng nó không? À, mình sẽ vô là sai tâm luôn đi. Này em đang chạy trên trang tâm luôn, nên là mình coi trên này. Thử đưa vô đây SQL, dán vô đây, có cách này format không? Format nè, ha. Format cho đẹp mà nó. Rồi. Này em coi coi chi vấn ha. Lấy các cột này. Rồi, group concat ha. Group cái concat, ô group concat làm gì ta? Để nó gọi là nhóm chung với cái thằng service name này. Service name là gom lại ha. À, đâu bây giờ em thử chạy thử luôn ha. Cái này nè, anh đang cho cụ thể bằng luôn đúng không? Ví dụ như giờ nè. Diễn nguyên này nè, cái này thay vì là cái biến á thì không phải là biến nữa, mình ghi luôn là 2023-07. Đúng không? Rồi, mình copy code này nè, anh copy tạm thời nè, em bỏ ra một cái đây đi. Sẹt sao sẹt, em muốn lưu lại câu chi vấn đó trước các bạn. Được chưa? Lưu tạm thời đó. Rồi chạy thử á, go, có nó ra dữ liệu gì nha. Đây, dữ liệu mình á, tất cả mình sẽ có tất cả là 17 dòng. 17 dòng là từ ID 25 gì đó. Thì nó có cái cột anh đặt là group gì ta? Group concat nè, chỗ cột nè, service name đúng không? Và tên là service. Thì em coi cột service nó có gì. À, hosting doanh nghiệp. Hosting tức là đang nhóm theo cái gì ta? Group concat. Có bị trùng không? Đang nhóm nhiều cái người lại đó ha. Cái đang nhóm lại đó ha. Nhưng mà vậy thì làm sao biết được giá tiền của từng cái bao nhiêu? Tại vì cái quan trọng nhất á, là mình cần phải biết được là cái phí giao hạn của cái domain này bao nhiêu tiền, hosting bao nhiêu tiền, mình cộng lại sum lại cho người ta, mình biết bao nhiêu tiền. Đúng không? Nó cần phải biết là domain này là bao nhiêu tiền nè, hosting bao nhiêu tiền nè, rồi sum lại là bao nhiêu nè, cái bảng như giống như bảng là giao hàng vậy đó. Còn group lại vậy thì mình không có sum được. À, ý là group lại này để biết là thằng người dùng này nó đang dùng những cái dịch vụ vậy thôi. Nhưng mà quan trọng như là tiền. Đúng không? Tiền đâu? Ở đây chưa có tiền. Ở đây anh lấy tiền cách nào? Chưa lấy tiền đúng không? Chưa lấy tiền không đúng. Tại vì quan trọng nhất là tiền mà thông báo giới hạn. Mình cần phải cho ta biết là anh phải đóng bao nhiêu tiền. Bao nhiêu tiền đó là của dịch vụ nào. Và từ dịch vụ đó ngày nào hết hạn. Còn ở đây cái ngày hết hạn cũng chưa có luôn. Tại vì anh ghi vậy thì anh cũng không biết thằng này là ngày hết hạn bao nhiêu, ngày hết hạn bao nhiêu. Đúng không? Ngày nào tháng nào người ta phải biết là cái ngày đó tôi thanh toán trước ngày đó hay là sau ngày đó mới kịp, ví dụ vậy đó đúng không? Vậy là cách cái câu chi vấn này là không 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 ổn. Thấy không? Câu chi vấn này chưa ổn, vậy mình phải làm lại câu chi vấn khác. Ha. Rồi. Bây giờ nè, trước khi làm em sẽ bố cục lại cái trang này. Bố cục lại trang này trước các bạn. Được không? Thì bây giờ nè, mình xem như cái thằng email này là thằng không quan trọng, thằng này là cuối cùng mình mới gửi dữ liệu. Đúng không? Lúc mình gửi mình sử dụng nó, mình được hoạt động cho nó. Nhưng bây giờ thằng xử lý nè, lúc nào cũng vậy hết, em sẽ mở một cái trang xử lý bất kỳ để mà mình lấy theo cái mẫu đó, ví dụ như trang này. Đó, lúc nào cũng vậy hết á, trang xử lý mình sẽ có thành phần thứ nhất là khai báo biến. Mình có lấy nguyên như vậy. Được không? Khai báo biến là một cái ha. Lúc nào nó cũng sẽ có tất cả thằng như vậy. Này phần đóng của nó nè, đóng cụm này lại nè. Đúng không? Rồi, cụm thứ hai là gì ta? Xử lý ưu tiên. Giả sử vậy ha, em sẽ lấy hết tất cả cụm để cho nắm cái quy trình mình làm cho đúng chuẩn. 1 2 3 4 5 6. Rồi, mình chỉ cần ghi cái tựa thôi chứ mình chưa làm gì hết. Ghi cụm thôi. Rồi, xử lý input. Đó. Cái việc này là nếu mà mình có thể đưa vô một cái file gốc xong mình copy quăng hết một lượt, hoặc mình đưa vô cái gì ta, phần bù gõ mình gõ tắt nó ra hết nguyên đống này luôn cũng được. Có nhiều cách làm lắm. Thay vì copy từng cái thủ công như vậy, hoặc là mình lấy file chuẩn này mình cứ quăng mình copy thôi. Rồi sau đó mình sẽ có theo cái luồng đó thì nó hay hơn. Là mình phải thủ công, nhưng mà em đang ví dụ nên làm luôn. 1 2 3 4 5 6. Rồi. Thằng này số 4 thì là nó sẽ là xử lý tác vụ chính. Và cái cuối cùng số 5 sẽ là gì ta? Là xử lý output ha. Đó. 1 2 3 4 5 6. Tức là mọi trang mình sẽ đều cố gắng đẩy có chút như vậy. Còn phần này là phần code này, thằng này coi chứ không tác dụng rồi nên sẽ tạm thời bỏ nó đi nha. Rồi.
máy này sẹt 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 rồi em sẽ đóng lại hết, này này không sử dụng tới nữa, đúng không, bỏ đúng không ha. Rồi vậy thì cái đó đóng này thì có thể là mình sẽ comment lại được, nhưng chưa có gì hết ha, có trống được chưa. Rồi bây giờ khai báo biến á, thông thường lúc nào mình nhìn thấy nó sẽ có nè input và output đầu vào đầu ra, mình có thể giữ nguyên này luôn cũng được đó. Mình có thể giữ nguyên vậy luôn, lúc nào cũng vậy, tại vì lúc nào nó cũng sẽ có input và output thôi chứ không có gì cả, đầu vào đầu ra được chưa. Đầu ra thì nó sẽ cố định luôn luôn là cái này, đầu vào thay đổi. Hiện tại khi mình vô cái trang này nè, mình cần chuyển gì, thật ra cái mình cần truyền á chính là mình truyền cái gì cái mình, đúng không, để mình lấy ra được xem là những cái dịch vụ thuộc như mình đó, đúng không. Vậy đầu vào của mình á, đầu vào của mình bây giờ sẽ là im được rồi, đúng không. Vậy thì mình lấy luôn cái im này nè, thay vì đến biến này mình không đã biến rồi, mình đưa vô đây luôn cũng được, hoặc là mình, tức là cách này là cách mình làm dễ nhất là mình làm theo đúng cấu trúc đó giờ mình làm. Còn nếu mình hiểu cấu trúc này mình đặt biến đô la im đây cũng được đó, nhưng mà bản thân im này là một biến riêng, dù như nhưng mà như vậy á, thì sau này á, cái chỗ này nè cộng khai biến nè, tức là có hai cách, cách đơn giản nhất á, làm theo kiểu này thì lúc nào cái bản khai biến mình, phần khai biến mình cũng có hai biến, chứ là biến input và output hết. Còn mình làm theo kiểu này á, là ở trang này nó sẽ có nhiều biến khác nhau, thì mỗi biến mình sẽ khai báo rất nhiều biến như thế này, đúng không. Cách nào cũng được, cách này là cách dễ được không, cách này là cách tinh chỉnh tốt hơn, tùy theo cách thôi, thích làm nào làm, nhưng cơ bản là nguyên cụm là khai báo biến, được chưa. Rồi ví dụ mình dùng theo cách đơn giản đi, là cách này. Vậy thì bây giờ mình sẽ ghi chú đây luôn cũng được, nên mình thấy ghi chú đây, cái này là gì ta, năm tháng đúng không, của tháng tiếp theo, được chưa. Rồi output của mình á, thì success là thành công hay không, mặc định là chưa làm gì hết là false, đúng không. Còn mới say là có thông báo thôi, cái này là thường thường mình dùng cho API, hay là dùng cho API, nhưng mà thằng này thì cần nè true false sẽ biết có dữ liệu không, còn quan trọng nhất là data là gì được trở về. Thật ra cuối cùng data mình chính là cái mảng mà mình sẽ truy vấn database á, đúng không, mình sẽ lưu vào data, đúng không, lúc nào cũng vậy. Rồi vậy thì bây giờ xử lý ưu tiên của mình nè, xử lý ưu tiên á là mới vô mình xử lý liền, chưa cần làm gì hết là mình xử lý luôn này, chưa cần gì hết mình xử lý luôn luôn. Ưu tiên là sao đây, bây giờ em sẽ ưu tiên gì nè, cái đường link trang web này hiện tại ở trang index á, thật ra mình check cái file này nè, anh check cái file này nè, cái file này nó đang được khai báo ở trong cái mảng là public route, là các route không cần đăng nhập. Thì rõ ràng nè, mình thử copy đường link này nè, mình mở file new một cái cửa sổ là ẩn danh luôn, tức là chưa đăng nhập gì hết á, mà truy cập, đúng không. Mình thử e cho lại trên đầu đi, e cho lại cuốn này gì đó để mình nhìn thấy cái gì đó đi ha, e cho 11 chứ phải exit, xin lỗi nhầm trang này. Thì anh thấy là mình đang truy cập bằng cửa sổ ẩn danh không, mình chạy lên vẫn ok. Như vậy có nghĩa là bất kỳ ai đều có thể vào trang này, đúng không ta, ai vô cũng được hết. Vậy lỡ như ai đó biết trang này, cái họ vô cái hệ thống mình gửi mail cho tất cả khách hàng luôn, cái họ vô tiếp gửi mail khách hàng gửi liên tục luôn, đúng không. Họ treo một cái cơ sở, họ cài đặt cái xinh xanh Google Chrome cái 5GS 5 lần, ví dụ vậy, là khách hàng nhận một ngày thôi chắc là cả mấy ngàn email luôn, đúng không, phiền khách hàng, đúng không, khách hàng đánh mình vô spam luôn, và mình tốn tiền gửi email và mình còn bị ảnh hưởng đến thứ nữa, được chưa. Như vậy là cái này không ổn, đúng không, mình sẽ cần bảo mật đó. Vậy thì bây giờ nè, xử lý ưu tiên á, là những cái xử lý mà mình sẽ thực hiện là kiểm tra hay nọ cái thứ, tức là mới vô đây tôi sẽ kiểm tra xem là cần phải làm gì, cần phải làm gì tôi sẽ làm trước, đúng không ta, trước khi chạy cái này thì tôi sẽ thực hiện việc đó, phải không. Rồi cái chỗ này nè nha, cái chỗ này nè em đang làm như thế này nè, thực tế ra là làm ẩu đó, đúng nguyên tắc á, là chỗ này nè khai báo là không làm gì cả, chỉ khai báo ra những cái gì tôi cần phải làm thôi, chứ tôi chưa làm. Xuống dưới xử lý input nè thì mình mới làm. Đây thì đây mình sẽ cho đô la y của gì đây, đó của im bằng, đây là cách làm là làm chuẩn nè, xin lỗi, im được không ta. Đó tức là xử lý input mà, tức là tôi sẽ xử lý và input từ đâu có, input ra tôi tự tính toán ra, hoặc là có một số trường hợp input đó, tôi lấy từ biến get là chấm hỏi id bằng 3 thì đưa vô đây, hoặc một số trường hợp input tôi lấy từ đâu đó thì tôi sẽ xử lý ở đây về đúng chuẩn của tôi là xử lý input là ở việc này. Nhưng mà nếu mình lười á, thì mình có thể đem cái này nè đưa lên trên này cũng được luôn, được chưa. Nhưng mình chỉ làm việc đó, mình chỉ làm việc đó khi mà cái này nè là những cái hàm đơn giản thôi nha, chứ cái phần này là những cái phần mà tính toán phức tạp hay là truy vấn cơ sở liệu mà tốn thời gian lâu á, thì mình không nên đưa lên trên này, tại vì đưa trên link này á là nó sẽ lúc nào cũng chạy hết. Mà ở đây nè, dù xử lý tiền mình sẽ có cái code chặn, mình chặn nếu như người đó đang truy cập không phải là một cái địa chỉ IP mình cho phép thì nó không cho vô, ví dụ vậy, đúng không. Nếu mà mình xuống này mình tính toán á, thì ở bước người dùng khác vào vô đây á, là đến chặn mất tiêu rồi, đúng không. À vậy thì bây giờ này ha, bây giờ mình làm chuẩn luôn này ha, là chỗ này nè mình sẽ kiểm tra nè, rất đơn giản thôi,
Đầu tiên hết mình phải thực hiện là new IP, là mình sẽ dùng thêm một cái mục IP đúng không? Xong rồi mình sẽ thử nè, mình sẽ cho ra dollar shop IP get client IP là lấy địa chỉ IP của ai đây? Của client đúng không? Mình sẽ cho luôn cái chữ đi cho dễ hiểu ha. Mình cho thêm cái chữ là client IP 2 chấm là cái này. Xong rồi mình xuống dòng, bây giờ xuống dòng đi, mình lại cho anh thử một cái server gì đây. Server IP sẽ để sửa giữ đây, server và exit. Được chưa? Rồi mình chạy tới đây thôi, tức là thiết bị IP ha. Mình chạy đây mình coi thử thì mình chạy lên mình sẽ thấy là xin lỗi, báo lỗi dòng số 76. 76 ở đây. Xóa gì nhỉ? Client im chấm phẩy notification ở dòng 76. Ủa mình sẽ thấy gì cái chỗ này này là phải gạch gạch nè, từ từ nha. Này là cái mục tiêu của dấu này là để nó có dọc ngang chỗ này thôi nè, chứ nó không có gì chứ, để nó có dọc ngang thôi đó, chia cái cụm ra là bằng dọc ngang sẽ lên đúng cái đó. Mà sao nó sẽ báo dòng xe 76 chỗ nào đây? Sao có dấu ngoặc gì? Dấu ngoặc này của ai? Mà sai, ngoặc này của Forest đúng mà, mình đâu có dùng nó đâu. Tao lưu lại, cứ chạy lưu lại thử coi nó báo sai cái gì nha. Nó vẫn sai, vẫn sai. Xin tắt error unexit end of file là cái file end bị sai, có thiếu chấm phẩy hay thiếu gì không? New IP chấm phẩy cho client nối chuỗi shop IP get client IP. IP như thế này hay ta, hình như là vậy thôi, đâu có hết toàn bộ đâu, IP vậy thôi. Sao báo sai vậy ta? Thử cho lại đây ha, không biết sai đâu thì cho một cái ba exit để thử, cứ không biết đâu thì mình xử lý đó, không vô luôn. Nó có giỏi sai gì đâu trời. Ok vậy. À đây nè. Chấm phẩy. Tại vì hồi nãy mình đưa nó ở trong cái phần mảng á thì nó không có chấm phẩy, nó ở đây. Mình xuống này thì chấm phẩy, được không ta? Mà do đẩy xuống tới dưới này nó lỗi hết, không có code nào, có không có code nào cả nên báo tút như này. Thực tế là thường thường như nè, lỗi á là mình sẽ coi nè, cách kiểm tra lỗi nè. Thường nó báo vô dòng số 77 đi, 77 mình sẽ để ý là nó là dòng này, đúng không? Nhưng mà nếu mình kiểm tra dòng này mình không biết lỗi nằm đâu á thì sẽ là dòng ngay ở trên đó, dòng được chạy ngay ở trên đó là dòng không có chạy nha, tại ghi chú rồi. Thì đi ngược lên dòng trước dòng đó là ông nội này, là ông này chính là bị lỗi. Hiểu không? Tức là mình kiểm tra như vậy là cách mình kiểm tra lỗi ha, tốt nhất ha, đó kinh nghiệm luôn đó. Rồi rồi dòng chạy thử lại nè, bỏ 123 đi chứ gần này mất rồi. Rồi chạy thấy chưa, là cái client IP là IP của công ty mình, IP này, còn IP này là IP của cái thằng server, đúng rồi, của server. Vậy thì cách chặn đơn giản nhất luôn, cách đơn giản nhất á là mình sẽ sao biết không, là sau này nè, cái thằng này nè, link này nè, mình sẽ đặt một cái role mà role là ở trên server, mình cho chính server truy cập vô link này, mà nếu server cập vô link này á thì nó sẽ thấy chính IP của nó luôn, lúc đó là client IP cũng là cái này luôn nè, tại vì server truy cập mà IP nào bắt được IP đó, đúng không? Vậy thì mình chỉ cho truy cập khi mình sao client IP bằng với server IP thôi, nha, IP khác mình không cho vô, đúng không? Rồi đơn giản là như vậy. Thì bây giờ mình thử nè, thì xử lý đầu tiên mình chỉ có một xử lý thôi, mình sẽ ghi chú luôn mà là mình làm gì ha. Nếu mình kỹ á phải đối với 2.1 ở đây nè, ở dù đây mục 2 nè, nó có số 2.1 đúng không? Mình xử lý cái gì? Mình xử lý là chỉ cho server truy cập, được chưa? Thì mình cũng sử dụng là new IP các việc này, nhưng quan trọng ở đây mình sẽ if thôi, cái gì đâu, if nếu thằng client IP á nó phải bằng với gì ta? Sorry. Cái này là cho truy cập đúng không, còn không cho tức là khác là không cho đúng không, không bằng mình không cho đó là mình exit luôn đúng không, hoặc mình thích có thể mình in thêm dòng chữ nữa là bạn không được phép vào đây đúng không, là mình có thể đưa vô một cái hàm lang gì đó đi cũng được, một dòng chữ gì đó ha, không có quyền truy cập vậy thôi, bạn không có quyền vào trang này, được chưa, chấm cái luôn cũng được. Rồi exit luôn rồi đúng không? Rồi tới đây mình có thể bỏ này đi, rồi mình chạy thử nha, chạy thử đây nè đúng không nè. Vậy thì ở dưới này á, cho dù có làm gì đó cho một gì đó là cũng đâu có ra nữa đâu, nó sẽ không ra nữa, tại vì rõ ràng là nó bị
acid. À, nó bị acid mất tiêu là không chạy nữa rồi. Tức là cái việc khai báo này không quan trọng, khai báo chỉ tạo ra biến động, không có làm, không tính toán, không cộng trừ gì hết. Tên đây là không được quyền rồi thì cái việc này nó cũng không có, không xảy ra luôn. Nó cũng không có nặng server. Đúng không? Hồi nãy em có ghi góp ý cái chuyện là tại sao khai báo biến á mình không đưa giá trị vô luôn mà phải đưa clean input ở đây. Đó là tại vì ví dụ như ở đây nè, cái câu này là câu truy vấn là database, là mình select sao ramware gì đó. Tức nghĩa mình có kết nối vô database, mình truy vấn dữ liệu đấy ra, mình lưu vô cái biến này. Không biết mình có xài hay không, nhưng mà mình truy vấn á là mình server cần phải xử lý, cần truy vấn database. Mà truy vấn nhiều lần như vậy á là nó sẽ nặng server và thấy cái sập server. Vì sao thì em được cái này trước cái thằng kia luôn. Đúng rồi, đường này trước kia cũng tốt nữa, càng tốt. Đúng rồi, chính xác đó là càng tốt. Nhưng mà tại vì việc khai báo biến này nó cũng không có quá, không quá nặng. Thấy không? Nó cũng không ảnh hưởng gì cả, nên là thầy đưa đây tại sao biết không? Tại vì ở đây mình thường sửa này. Tức là ví dụ như vì mình bữa sau sẽ vô em sửa thành cái tháng khác, năm khác. Nhưng cái cấu hình config gì đó mình hay sửa nhất, nên để anh đầu thì dễ sửa. Với lại là ở đây á, đôi khi mình còn sử dụng lại cái biến ở chính trên này nữa. Thành ra anh đưa xuống dưới này. Được không ta? Và một số trường hợp á, ví dụ như số web mình có Ajax á, là ví dụ như đây 2.1 đúng không? Mình sẽ còn có gì đây? 2.2 là xử lý nhiều cái khác nữa chứ không phải đi cái này không đâu. Nhiều trường hợp, nó có rất nhiều trường hợp ở đây. Được không ta? Thì mỗi trường hợp cách ra như vậy nè, đó. Số đầu tiên nó có một trường hợp nhất, nhờ 2 mình làm nhiều trường hợp lắm, chứ không phải chỉ riêng trường hợp này không thôi. Đây tại ví dụ này có một cái thôi. Đúng không? Đó thì cách này là sau nhiều lần mình đã sử dụng thì thấy cách này là hiệu quả nhất thì đang dùng cách này. Ha. Đúng nguyên tắc là đưa này lên trên đầu càng tốt hơn đó. Đúng rồi đó. Ha. Rồi. Vậy thì bây giờ nè, 1 2 3 4 cách 5 dòng này. Rồi bây giờ ha. Mình là tiếp tục nè. À, bây giờ ở đây á, do nó acid mất rồi thì mình không có sử dụng được đúng không? Vậy thì bây giờ á, à, mình sẽ tạm thời mình comment cái này đi. Đúng không? Hoặc là mình cho IP của client được phép. Đúng không? Cũng được. Cũng được, tại vì LAN IP là bên công ty mình á. Nè, công ty mình nãy nè. Được chưa? Hoặc $shop IP client. Xin lỗi nha, hoặc hay là và ta? Và. Ừ, và mới đúng không? Xin lỗi. Và tức là client IP không phải là server và nó cũng không phải là ở công ty mình luôn. Đúng không? Tức là sao ta? Tức là nè, không phải IP server, cũng không phải công ty mình luôn, khỏi cả hai thì tôi khóa, còn nếu một trong hai tôi không khóa. Đúng không? Đúng không? Ừ. Thử chạy lại ha. Ở đây mình sẽ cho 123 exit lại chỗ này nữa, có nó ra không? Báo lỗi client IP gì nó vậy? Không hiểu gõ sai á. Get client IP. Rồi, được chưa? Rồi đó. Test thử, chắc chắn luôn, muốn để cho ăn á, test thử bằng cách là cài đặt cái phần là 1.1.1 Cloud Layer nè, Wrap nè. Đúng không? Là mình sẽ đổi cái IP khác. Bấm đây, đợi xíu, đổi IP khác. Rồi, được chưa? Giờ mình sẽ lên Google gõ watch IP sẽ ra IP khác, hoặc là giờ trang này lại. IP mình giờ là sẽ IP khác rồi. Đúng không? Mình lại mở ra trang này, mình test kỹ như vậy để chắc ăn là mình không vô được. Rồi. Đúng không ta? Rõ ràng là IP khác vô là không được. Đúng không? Rồi, test xong rồi thì mình bật trở lại này cho nó trở lại IP công ty mình. Đúng không? Nghĩa là cái việc này đã ok rồi. Làm cái đầu test đó ha. Rồi, xử lý đầu tiên xong. Bây giờ xử lý input nè. Cái thằng này đang làm gì thì mình phải ghi rõ luôn. Cứ mỗi lần làm gì là ghi hết luôn. Chấm than 3.1 tại thuộc thằng 3, đúng không? Thằng này là mình sẽ gì ra? Đây, nó là cái này nè. Hay làm ghi rõ là tháng cần gì ta? Thông báo gia hạn. Hai tháng sẽ thông báo gia hạn. Cần sẽ cũng được. Đúng không? Nó cần gửi thông báo gia hạn. Rồi, bỏ này đi ha. Rồi, tiếp tục. Có dữ liệu đó rồi, bây giờ xử lý tác vụ chính. Cái này nó chưa có đúng, giống này, hai dấu liền nhau. Rồi, xử lý tác vụ chính nè, là có phải tới anh truy vấn nè, xong anh duyệt qua câu truy vấn nè, rồi anh làm cái mail, rồi anh gửi. Thì đó là một cách, đúng rồi đó ha, tới đây là đúng rồi ha, nhưng mà câu truy vấn chưa đúng. Giờ anh sẽ làm câu truy vấn ở đây. Để chạy câu truy vấn á, là mình biết rồi đúng không, là đâu lo sóc. DB query đúng không? Mình sẽ truyền vào hai cái là đô la SQL và đô la param là biến á, là biến một cái mảng á, được không ta? Thì mình có thể gắn thẳng ở đây luôn cũng được, hoặc là mình tạo hai biến tên là SQL luôn. Được không? Ở đây vào thằng đô la gì? Param là một cái mảng, bằng một cái mảng ở đây, tức là mình tách ra cho nó xuống, ghi một hàng như hồi nãy ghi hàng này nó hơi dài quá này.
hơi dài quá đúng không ta, thì mình sửa chữa code hơi khó, là mình khó đọc. Tức là nếu mình nói mình làm giống như quỹ này, mình nhìn thấy dễ đọc hơn, giống như nãy mình đang gõ đây nè, là nó sắp xếp như vậy thì nó sẽ dễ đọc hơn đúng không ta. Thì mình cứ gõ sao mình sắp xếp code cho đẹp thôi đó. Thì bây giờ ở đây ha, mình sẽ làm con chữ vấn ở đây, biết con chữ vấn ở đây, dùng dấu nháy này cũng được hay là dùng dấu nháy này cũng được. Thì ở đây sẽ là select. Bây giờ mình cần lấy nè, bây giờ cái bảng là bảng Service Junior đó, mình coi dữ liệu của nó luôn, nó có cái cột gì đây, ID, Service ID là cái cột này không thay đổi, là cái ID, cái dịch vụ ID ha, nó không thay đổi ha. Rồi tên dịch vụ đó, thường thường gửi khách là gửi cái này, gửi cái tên dịch vụ cho khách biết. Rồi cái mô tả thì không cần đâu, đấy không cần, cái nhà cung cấp không cần luôn. Khách hàng là mình cần lấy được khách hàng, mình phải biết khách hàng đó là tên gì đúng không, này nọ kia bây giờ. Nhưng mà cái đó nói sau, trước mắt là cần có cái tên nè, rồi customer ID là hay nè ha, rồi cái ngày hết hạn đúng không, và cái phí đó đúng không, quan trọng nhất là như đó ha. Và mình chỉ lấy thằng nào đó có trạng thái là gì, ST thôi, không ST tức là dịch vụ đó họ đã hết hạn, họ không giới hạn cách đó 50 năm rồi nó báo gì nữa đâu đúng không. Những người đã ST thôi đúng không, mình phải hiểu dữ liệu trước hết đúng không. Vậy bây giờ con chữ vấn mình sẽ là đơn giản nhất là select sau đó để hết tất cả trước đây nha, tính sau ha. Rom cái bảng mình nó tên bảng gì ta, Service Junior đúng không, không nhớ tên thì mình copy các bạn nè, Service nè, Service Junior copy nó que được chưa. Cái đầu tiên hết á là status, nó phải bằng gì đây, active. Cái này mà điền thẳng ngay luôn cũng được, tại vì chữ nếu điền thẳng vô không ai sợ thẳng đi copy được hết á, cho nên không cần phải là đưa vô cái thằng params. Nhưng nếu nó là một cái biến ở đâu đó truyền vô, một dữ liệu ở đâu một biến nó truyền vô thì phải là chấm hỏi hay là tên biến gì đó, mình không truyền thẳng vào đây được chưa. Rồi and đúng không, and hiển nhiên là ST rồi, và cái ngày hết hạn nó phải nằm trong cái tháng mình đang kiểm tra đúng không, là expiry, expiry day đúng không đó, and expiry day. Bây giờ thằng này á, kiểu nó là kiểu gì đây, kiểu số đúng không, kiểu số tức là nó là kiểu duy nhất tham. Hỏi thằng quỷ này, em có một cái nhóm mà cái thằng này MyDB, em xài MyDB, mình hỏi nó được chưa. Tôi có cột dữ liệu kiểu big in, thực ra nó kiểu big in á nè, anh có thể coi kiểu nào được mà đúng không, mình sẽ vô đây coi cấu trúc á, không biết gì hỏi nữa thôi, em không nhớ code, giờ có chắc đi khỏe quá trời luôn. Big in nè, nó cột đó là cột, đó là cột expiry nè đúng không, nó là kiểu big in, có thể ghi copy quyển này luôn được, big in 20 hoặc big in thôi được rồi, nó cũng hiểu quá. Lưu tổng số giây hay là unit time, nó gọi là unit time đúng không, lưu unit time. Tôi có cột tên cột là gì đây, ghi luôn đi cho nó dễ. Đâu rồi, rồi tôi có cột có kiểu dữ liệu, có kiểu là big in lưu với time cho biết ngày hết hạn của dịch vụ được chưa. Tôi muốn truy vấn lấy ra các dòng dữ liệu có đúng không, nằm trong tháng 2023-07 đúng không, thì nên truy vấn như thế nào, chấm hỏi enter, gọi nó hỏi trả lời vậy thôi. Nó sẽ giả sử database cho mình gì đó, kệ nó đó. Nó giả sử nè đó, nó đưa do tới bên em luôn kìa. Đây là một cách của nó nè, đây là một cách nó đúng không, là nó chuyển dưới thành tham, nó chuyển cái thời gian nó từ ngày 7 tháng 7 đúng không. Nhưng mà cái này mình không thích, cách khác, cho tôi cách khác. Dữ liệu đầu vào của tôi là 2023-07 vậy thôi, mình thấy không? Cách dạy của mình thích, mình đổi cách khác. Đó, HTTP như này cả đó, cũng vậy, bắt mình làm kiểu này. Đây có cách này hay không? Vẫn chưa tối ưu. Vẫn chưa tối ưu. Hãy cho tôi 4 phương pháp khác nhau của
để làm được điều tôi muốn. Không biết là gì nó tự nhớ thôi, kệ nó. Mình không thích thì mình kêu bốn lựa chọn đó. Mình thích 4, thích 10 thì ra 10, ví dụ vậy, đúng không? Kêu mình thấy nó ok nhưng ngắn gọn thì mình làm. Đặt cho mày trên Formon. Nè, này, cái này anh thích cho anh sử dụng rồi đúng không? Nè. Phải thế này không? Đó. Nè, bây giờ thầy có nhiều cách này nha, coi cách 1. Cách 1 á, thì nó lấy ra cái năm trước xong bằng năm không thích. Mình chỉ dùng hai cái lần mà đúng không? Có vẻ ông ok lắm. Thằng quỷ này là nó chuyển vào ngày này, ngày kia có ngày nữa rồi, dây nó mệt quá. Quỷ này ok hơn nè đúng không? Cách thứ tư ok hơn đúng không? Nè, mà chuyển cái anh chị lão này hợp luôn rồi. Bây giờ quốc này đi, copy này. Đó. Bằng này, đúng không? Vậy thì bây giờ câu chi vấn của mình sửa lại. N. Cái cột mình á lại xoay đây nha, là mình lấy cột lại nè. Room. À, nó bỏ cho mình luôn rồi nè. Trả vào gì mình nè, bằng ở đây nè, bằng đây nè, là dữ liệu mình là một biến đúng không? Không không thể bằng vậy mà bằng chấm hỏi. Đó. Chấm hỏi tức nghĩa là nó sẽ bằng, mình bỏ bớt khoảng trắng cũng được cho nó gọn. Được không ta? Bằng chấm hỏi á, thì mình sẽ cần truyền qua ra một cái biến đúng tự đó, đúng không? Đó là đô la y mà. Xin lỗi. Mà y, đô la y của y mà. Chứ không truyền trực tiếp cho cậu chỉ bắn luôn này. Không, tức là mình nói là chấm hỏi là một cái giá trị gì đó thì tôi sẽ truyền giá trị vô cái mảng param này một giá trị. Mà nó truyền đây thì sau khi chạy câu chi vấn này thì quỹ này sẽ tự động thế từ dữ liệu này vô đây. Nhưng mà có những cái ký tự hack hay cái từ gì bị bạ nó sẽ xóa bỏ cho mình. Hiểu không ta? Thì đó là cách mình làm an toàn đó. À. Thằng này mình có thể làm vậy luôn, có thể mình chỉ chấm hỏi đây cũng được luôn. Nếu mình chỉ chấm hỏi đây á thì mình sẽ truyền thêm gì nữa? Okay. Acti nữa. Đúng thứ tự nha, ta chấm hỏi đầu tiên là acti, chấm hỏi thứ hai là gì? Là thằng này. À, đi theo đúng. Đúng thứ tự, hiểu không? Chấm hỏi mà, gì chấm hỏi mà. Được chưa? Đó. Có hai cách, một là mình làm theo thứ tự. Còn nếu mà dữ liệu nhiều quá thì mình đặt cái biến hai chấm a hai chấm b thì như vậy thằng này phải là a, thằng này là gì đây, b. Mình đảo ngược lại cũng được nha, tức là mình đảo lại b trước a cũng được, tức là khi mà đặt tên rồi thì thứ tự không quan trọng nữa, đúng không? Và mình có thể ghi xuống hàng cho nó dễ nhìn hơn, kiểu gì theo kiểu mình muốn, ví dụ vậy đó, với trường hợp này cho nó dễ nhìn, hiểu không? Thì mình sẽ hiểu là b là tôi thế chỗ hai chấm b nè, a tôi thế chỗ hai chấm a nè, đúng không? Đó. Còn nếu mà coi cho vấn ít á thì mình quốc chấm hỏi mình cứ quăng vô như hồi nãy luôn là xong. Tùy theo trường hợp ha. Vô trường hợp này là thấy không có đánh nhiều quá thì cứ để vậy thôi cho nó gọn. Được không? Rồi, nhưng mà ở đây không cần truyền này, tại vì này acti là cái chữ mình tự gõ ra. Ở đây mình tự gõ ra, ở đây cũng tự gõ ra thì thôi đưa thẳng đây luôn cho rồi chứ mình mắc gì mình phải đưa xuống dưới chi. Đúng không? Đó. Rồi, nói lại hiện tại các cột mình lấy mình không lấy hết. Thứ nhất á, thường thường mình sẽ lấy nè. Kiểu gì kiểu mình sẽ lấy, thứ nhất là để coi nha, coi lại kiểu nè. Mình cho biết khách biết là số Việt Nam là gì đúng không? ID là luôn lấy ra, lúc nào chị vẫn lấy ID ra hết, đừng quên nó được. ID nè, số Việt Nam nè, dịch vụ nè. Rồi, mình cần biết được là khách hàng đó là ai đúng không? Thì lấy khách ID ra đi. Tiếp tiếp, rồi mình sẽ lấy là cái ngày khách hàng, phải cho ta biết ngày hàng ngày nào chứ đúng không? Rồi, số tiền. Rồi, như đây. Được chưa? Đây là những câu chị vẫn đúng ha trong khoảng thời gian này. Rồi bằng chấm hỏi, mình ở đây mình hiện tại mình mới chi vấn thôi, mình chưa lưu gì đâu cả, mình phải lưu kết quả vô cái gì đó đi. Đặt tên một biến là đô la. Mình có thể đặt tên cái bảng là theo tên bảng luôn nè, Service Deliver hoặc là Service thôi. Thêm chữ S nữa, bằng. Số nhiều cho biết là có nhiều dòng đây. Được không? Và mình in thử ra coi, Green R thằng Service ra. Được chưa? Rồi mình chạy thử coi nó ra cái gì. Đó. Nó ra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Nó ra rất là nhiều. Đó, tức là tháng sau có những dịch vụ này hết hạn. Được chưa? Nhưng mà nó ra hết tất cả là nó chưa phân biệt là cái dịch vụ đấy của ai cùng một người. Nó chưa có làm được chuyện đó. Nó chưa có làm được chuyện đó. Đúng không? Có một cách, có hai cách. Một á, là mình update câu chi vấn để sau đó ra luôn cho mình. Hai là mình dùng BigBee. Đúng không? Mà thường mình dùng BigBee cho nó khỏe. Được không ta? Chi vấn á, câu chi vấn phức tạp á, cực khổ lắm. Không cần. Được không ta? Mình sẽ làm bằng BigBee, nhưng mà ở đây á, cái chỗ khách hàng mới chỉ có gì đó, có mã số thôi à. Mình cần lấy ra tên này, cái thứ đúng không ta, là thuộc bảng user, là mình coi mình cần lấy cái gì đây. Khách hàng chắc chắn là sẽ cần lấy, thứ nhất á là ảnh là gì, không cần full name, bạn lấy full name đúng không? Vậy thì bây giờ này ha, customer ID á, có thể đại đó cũng bị nguyên đó nha. Bây giờ phải cái nữa, số hàng. Thông thường hay em hay làm gì nè, cái hàng đầu tiên á là các cột của thằng quỷ nào đây, quỷ này.
cái hàng này một bản khác đúng không? Bản này bản gì đây? User. Bản user đúng không? Rồi full name. Full name. Đó. Full name này nó không trùng với cột nào ở trong cái thằng này cả nha. Nếu trùng là không được nha. Trùng phải lấy ra đàng hoàng, mà không trùng mình cứ ghi thẳng vậy là được rồi. Full name, nhưng mà ở đây nè, chắc chắn là muốn lấy từ bản đó phải join thêm bản nào? User. À user. On. On mình sẽ có là on cái cột này, cột này nè. Đúng không? Bằng user.id. Phải là user.id tại vì cột ID bị trùng. Đúng không? Và ở đây nè, phải là gì biết không? Service.id. Nhưng mà dạy dài quá. SR. SR.id. Mình đặt tên thằng bảng này tên là SR. User mình đặt tên là U. Đặt tên lại là U thì đây là U.id. Thay vì ở đây phải ghi là mình phải ghi đủ là service.id, service gì đó rất là dài dòng đúng không? Thì mình sửa lại ừ, tôi lấy cái bảng này đặt tên bảng là SR. Thật ra nó đầy đủ rồi nha. E. E. Nhưng mà E bỏ cũng được thì thôi bỏ luôn. Ý là nó cho bỏ, nó cho phép mình bỏ, nó cứ bỏ luôn cho rồi. Rồi ông ta không cần phải E gì hết ha. SR.id. Đúng nguyên tắc nha, là máy này phải là SR.SR.hết. Nếu mình xiên mình nên làm vậy. Còn thôi mình làm vậy cũng được tại vì các cột này các cột này nó không trùng. May mắn là nó không trùng với các bản thì thôi. Ha, trùng là bị có vấn đề. Rồi, cột tái tệt có chừng trùng nha. Mình phải check nè. Nếu mà mình không muốn ghi nhiều ra thì mình phải check kỹ xíu. Tái tệt trùng thấy chưa? Vậy là tái tệt này phải là gì? SR.tightet mới được. Đó. Rồi. Nó còn thôi kỹ là SR. Đó, kỹ lên kỹ luôn nè. Đó, SR. Đó, chơi kỹ thì kỹ gì đó là khỏi cần biết nó có trùng hay không trùng. Chắc chắn là không trùng rồi đó. Ở đây là U. Ha. À, rồi, hết trùng ha. Lấy full name, lấy gì nữa ta? Họ tên nè, full name nè. Quốc gia không cần. Calling code không cần. Mình sẽ lấy thông tin cần. Thật ra cái này là mình dựa vào cái dữ liệu mà cái dữ liệu giới hạn của anh á, là nó có gì mình cần đổ ra cái gì á. Hôm qua thấy anh gửi rồi đó, em sẽ coi lại trong phần rác á. Qua kia thì thấy anh gửi rồi. Đúng rồi, là mình cần lấy cái gì ra thì mình thông báo giới hạn dụng nè. Đây nè. Đúng không? Xin chào anh chị là phải có sender, đúng không? Rõ ràng anh chị đúng không? Anh chị là có sender, bản sender đúng không? Cộng sender đúng không? Đó, sender giới tính, vậy là phải lấy sender ra. U chấm sender. Rồi tiếp tục nữa. Đây là thông báo nhắc nhở giới hạn. Rồi dịch vụ. Dưới đây là danh sách các dịch vụ. Đó. Chữ anh này là viết hoa. Chữ anh đầu chữ đầu câu mà là không đúng nè. Xin lỗi bạn đó đó. Ở đây dịch vụ mà không có ghi dịch vụ gì hết, danh sách không thấy gì hết. Nó không có danh sách chứ, người ta dòng nhắc tên gì chứ mới xong có tổng tiền nữa chứ. Không có gì hết, những cần giới hạn gì không biết giới hạn cái gì luôn. Này thiếu nè, rõ ràng là nhìn là biết rồi nè, thấy không? Chưa được nè. Rồi thông tin chuyển khoản là cái thông tin công ty mình nhận tiền. Cái này có thể là cố định, được chưa? Cố định. Rồi thông tin chủ sở hữu là thông tin lại, tức là mình cần nè. Thứ nhất là chỗ này nè. Là dịch vụ mình có là tên dịch vụ đã có rồi nè, lấy rồi nè. Ngãi hàng có rồi nè. Số tiền dịch vụ bao nhiêu mình sẽ liệt kê vô cái bảng này. Sau đó mình sẽ cộng với lại bao nhiêu tiền, đúng không? Đó là cái việc mình làm. Rồi thông tin này là cố định bỏ qua. Còn thông tin này của khách hàng nè, là tên khách hàng nè, cần có email, có mật khẩu đúng không? Sau đó số điện thoại. Giờ mình sẽ lấy cái gì? Thêm email nữa. Rồi email là u chấm gì? Email chắc phải có rồi, mà lấy gì gửi cho họ mà đúng không? Phone. Điện thoại là phone đúng không? Rồi u chấm phone. Rồi cái còn gì nữa không? Địa chỉ nữa. Địa chỉ là gì vậy? U chấm address luôn. U chấm. Rồi cái còn cái gì nữa không? Mình coi nó còn cái gì nữa không? Rồi có vẻ là hết rồi. Được không? Đó tất cả thông tin khách hàng này chưa? Rồi cần lấy. Mình lưu lại. Rồi mình chạy một lần nữa để mình coi cái dữ liệu của mình nó ra làm sao rồi. Đây. Nó có vẻ ổn hơn rồi nè. Cái customer ID này mình không cần nữa nè. Mình bỏ luôn đi. Tại mình thật ra mình có thể lấy được là cái mã số khách hàng cũng không cần dùng nó. Mình đâu có dùng mã số làm gì đâu đúng không? Bỏ luôn đi cũng được. Không cần lấy nó. Bỏ luôn. Rồi. Đây tất cả những gì mình cần. 36 dòng dữ liệu. Được chưa? Nhưng mà dữ liệu này nó chưa đúng yêu cầu. Theo yêu cầu của mình là mình cần gì? Mình cần nhóm nè. Nhóm dữ liệu lại theo cột customer ID. Tức là customer ID hoặc là user ID ha. À, mình lại bỏ customer ID rồi, lấy lại user ID đi. U.id hả? À, thôi vậy lại customer ID đi. Quên phải nhóm mà. À, bỏ này. Sao nó chưa lên ta? Rồi. Đó, giữ lại. Được chưa? Rồi bây giờ nè, mình nhóm lại bằng cách là mình sẽ diệt qua hết. Mình sẽ lấy thằng này nè làm khóa chính. Tức là mình làm mảng hai chiều, một cái mảng bự bao hết một cái mảng bự là có cái mã số này là mấy key. Còn bên trong đó là danh sách của người này.
là mảng con trên sách này vậy nha. Thì bây giờ chỗ này nè ha, mình sẽ duyệt qua mình làm nè. Mình có thể là mình ghi chú sạc sạc chấm than. Cái này là truy vấn lấy ra danh sách dịch vụ, đúng không? Nè, có cái này rồi. Xong rồi mình lại tiếp tục làm bước 4.2. 4.1. Mình đã có sách dịch vụ rồi. Bây giờ mình làm gì? Mình sẽ là nhóm danh sách dịch vụ theo khách hàng. Đúng không? Rồi mình thực hiện cái việc là for. Right. Mình duyệt qua hết thằng quỷ này. Được chưa? E, đô la R gì đó cũng được, không quan trọng, việc cứ đặt đại đại ha. Đô R gì đó thôi. Thì ở đây nè, mình đặt một cái biến mới tên là đô la group service đây ha, service group hay gì đó cũng được. Thôi đặt là user service đi. Tức là nhóm theo user mà, đúng không? Rồi, mặc dù bằng đô la R chưa nha. Mặc dù này á đô la R của customer vậy. ID thêm mảng con nữa nha, thêm bổ sung vô này, được chưa? Rồi cuối cùng mình in thằng user xuất hiện ra. Mình kỹ á thì ban đầu mình nên khai báo này là gì đây, bằng gì rõ. Tại vì nè, không chắc này có dữ liệu, nếu này không có dữ liệu á thì mảng này không có là không tồn tại luôn, đúng không? Tại vì ở đây nè, thằng lỡ mà chi vẫn không ra dữ liệu tháng sau không ai dự hạn cả thì mảng này không có, mảng này không có thì cái thằng dùng for nó không chạy, thằng for không chạy tức là không có chạy dòng này, không chạy dòng này là không có tồn tại cái biến này luôn. In đi ra nó báo lỗi, tôi không hiểu cái biến này là gì cả. Thành ra mới vô, dù cho for vec nó chạy không, tôi vẫn có cái biến này thay báo rồi. Được chưa? Rồi, đó là cái việc mình làm kỹ đó, mình lưu lại cái nữa. Rồi, và mình chạy lên mình sẽ thấy nè. Nó khác bản nãy. Là cái ông nội 25 nè, ông có một dịch vụ gia hạn là có một cái thôi. Mà ông nội 26 nè, nó có nè, 0 1 2, đúng không? Nó ra rất là nhiều nè, mảng hai chiều nè, mình nhóm từng người nè. Đó, vậy thì từng người nè, mỗi người là một cái mail. Anh này một cái mail. Ông nội này là một cái mail. Đúng không? Ông nội này là một cái mail, vậy thôi. Nội này cái mail đó, ai nhiều vụ là nội này rất, nội này nhiều mail nè, một mail nhiều vụ là đó, chứ mình đâu gửi từng vụ từng mail đâu, rồi chưa? À đó, mình gửi hết tất cả những lượt như vậy rồi. Vậy thì tới đây xem như là mình đã thực hiện là mình đã có quỹ này rồi, được chưa? Rồi ở đây mình nhóm xong rồi, có thể nè, ngay chỗ này nè, mình nhóm xong rồi mình mới làm tiếp tục nữa, nên làm như vậy đi ha. Xử lý output có phải là mình sẽ in ra gì đó để xử lý, đúng không? Nhưng mà ở đây ấy, mình có in ra gì không? Không, đúng không? Thật ra không in gì cả. Mà chỗ này nè, mình đặt là user service này, thật ra không đúng đâu. Đúng theo cái cách làm từ nãy giờ mình làm á. Thật ra tới đây nè, mình sẽ cho thằng này nè là bằng là đô la ô. Đúng theo mình nói nãy giờ, mình làm theo kiểu này data. Và không cần khai báo, tại vì data đã khai báo trên rồi. Cái mình cần làm chính là loại data này, đúng không? Mình đang nói là mình lấy ô của data output mà. Input mình lần này, giờ có output lần này, vậy thôi, đơn giản là như vậy. Và có phải tới đây đó là xem như là mình vượt qua, mình đã có dữ liệu rồi, thì xuống đây là xem như thành công rồi. Là đô la ô chắc chắn thành công luôn rồi nha. Là mình cho success là gì đây? Bằng true. Bằng true ha. Đô la ô message bằng lan của cái gì đó ha, ghi đại gì bất kỳ là lấy ra hay là nhóm ha, lấy ra dữ liệu đi, lấy ra hay là thành công hay gì đó, đúng không? Lấy ra sách dữ liệu đó. Thật ra cái này cũng cần API nó mới làm thôi mà. Đúng rồi, thật ra bây giờ mình không làm này được không? Được, chính xác. Là mình không làm cũng được. Tại vì cái này là dùng cho API. Còn bây giờ thật ra mình có trả cái gì không? Không. Đúng không? Cho nên mình không cần cũng được. Không có sao cả. Đúng không? Mình xử lý ở đây luôn, mình gửi luôn chứ không cần cái đó. Thì đây em ví dụ thôi. À đúng rồi đó, chính xác rồi đó, mình không cần luôn, mình không làm luôn cũng được, không sao cả. Rồi. Vậy thì bây giờ nè, tới đây nè. Tới đây nhóm sách rồi thì bây giờ tác vụ chính cái việc mà gửi mail á, mình phải để ở đây. Hoặc để output nhưng mà em để đây luôn đi, tại vì nó không có in ra gì cả, nó không phải là output, nó không phải là mình gì hết, mình gửi mail mà, đúng không? 4.3 là gì ta? Gửi email gia hạn, đúng không? Thì mình là việc qua thằng nội này, đúng chưa? À thì cách này, cách này em nói nãy giờ là cách làm này là cách làm là dễ làm, có nghĩa là mình sẽ lúc nào khai báo y hệt vậy hết, mình thay báo khác cho mày thêm, nghĩ làm vậy luôn cũng được, không sao cả, đúng không? Thì bây giờ mình nè sẽ lấy thằng quỷ này nè, xin lỗi, data chứ đúng không? Mình duyệt qua for rec, duyệt qua data age
đô la r r r là rô thôi, đặt ngắn gọn như thôi chứ không có gì cả, được không ta? Ở đây output không có gì hết. Thì bây giờ chỗ này nè, chính là chỗ này của anh nè, là cái đoạn là anh lấy email bằng gì gì anh gửi nè, sẽ copy lại nó được không ta? Copy lại cái phần của anh, phần gửi mail của anh nè, đó đúng không? Phần gửi mail, thư viện email bỏ đi, đọc ra cho vô cho đúng. Bây giờ nè, không cần phải kết nối email đâu, này là thực ra cuối cùng gửi mail mình nè. Anh thấy chỗ này nè, anh có một cái vấn đề nè, là anh thấy anh đưa cái có cần có vấn đề luôn nè. Anh thấy forex con không? Ở đây anh nêu cái mail này, nêu là mình khởi tạo một cái thư viện, mình nhúng một có thư viện vô đây, và forex này nó diệt qua rất nhiều vòng, nó nêu nhiều lần không cần thiết, đúng không ta? Cái nêu là mình lấy một lần thôi, tất cả mà có phía dưới đó mình xài được hết, thành ra mình nêu ở đây thì nó rất là phí phạm, đúng không? Vậy có phải mình chỉ cần nêu ở đây được không ta? Gửi mail thì tôi cần thư viện email, thì cái dấu sẹt này anh có thêm cũng được mà không thêm cũng được. Đối với cái thằng này đang là trang nha, trang thì mình không cần thêm cũng được, thêm cũng được. Còn đối với module á, bắt buộc phải thêm, nên nếu kỹ á, nếu kỹ thì mình thêm hết tất cả cho nó dễ. Đã quên, lỡ như cái này mình tách vào một module con á mà mình không có dấu sẹt này, nó sẽ bị lỗi, nó không hiểu email là gì. Tại vì module là vô một cái namespace khác này, tôi thuộc về namespace ha, tức là chỗ này nè, cả này cũng vậy nè, thằng ip nãy á, kỹ á là mình thêm dấu sẹt luôn. Nghĩa dù mình đưa code này qua module hay qua trang đều chạy được hết, thấy không? Còn nếu mình đủ tự tin á, tôi hiểu rồi, nếu mà tôi qua module thì phải sửa lại thì thôi, tôi không bỏ luôn cho nó gọn, tùy mình nghĩ cách mình làm, được không ta? Ừ, đó. Mà em khuyến khích là nên làm luôn để sau này là mình cứ cắt cái code đi qua chỗ khác nó vẫn chạy ha, nó là kỹ là như vậy ha. Rồi bây giờ việc quan này, nơi email đó, thằng này là mình sẽ sử dụng thư viện email nè. Rồi xong rồi customer đi, thật ra cuối cùng á, sau khi có nó rồi á, mình cũng sẽ dùng free HTTP cũng một lần thôi, đúng không? Cuối cùng mỗi cái dòng này nè, mình chỉ thực hiện việc gửi, là quan trọng nhất là việc gửi nè. Cái hàm này là hàm quan trọng nhất, cuối cùng mình sẽ cần chạy nè. Thực tế là hàm này là cái hàm quan trọng nhất nè, đúng không? Hàm send mình sẽ cần thứ nhất á, là gửi cho ai, tiêu đề là cái gì, nội dung là cái gì, được chưa? Và sau khi mà người dùng họ nhận được rồi, họ trả lời lại là sẽ trả lời cho ai, Rieto, được không ta? Rồi ha, địa chỉ email nhận của mình á, email nhận của mình á, tức là quỹ này nè, nó chính là cái thằng ông nội email này, tức là đô la r của gì đây, phải r không ta? Hình như là mình chưa đúng lắm nha. Mình có thằng mảng bự, thằng mảng bự nha, thằng mảng bự là mình có hai mảng, là em sửa lên hai mảng, là mình gì có từng thằng là từng người. Cái này là người dùng, một người thì nguyên cái này nè, nguyên cái này là cái r nha, nguyên cái này nè, nguyên cái thằng này nè là cái r, nguyên cái array là nguyên cái r này, nguyên cái array lận, nó là cái r là nguyên cái array lận, đúng không ta? Vậy thì bây giờ nè, em sẽ đặt vậy cho dễ ha. Đô la user id rồi, user id và service, nãy đặt tên biến service trên rồi đúng không? Muốn đặt tên biến khác, tên là user service luôn đi, được chưa? Đó, user id nè, cái mảng lớn sloka olav k mình bây giờ là số 25, V là mình là nguyên đóng này luôn, nguyên đóng này luôn nha, nguyên đóng này chứ, đóng này nè, có nhiều mảng con trong nữa, được chưa? Thì từng cái service ID này nè, mình mà thực tế ra khi anh để ý á, là cùng một người nè, có phải thông tin giống nhau không? Có chỗ email nè, nó sẽ giống nhau nè, đúng chưa? Đúng không? Vậy thì bây giờ nè, em sẽ lấy luôn ra đô la, đặt tên là user luôn cũng được, user luôn đi, bằng service ID, service phần tử của không, chắc chắn là phải có cái mảng không, mảng không là mảng này luôn luôn có nè, một thì có thể không có, nhưng mà không là phải có, đúng không? Thì dữ liệu xem như dữ liệu user nằm trong phần quỹ này, được chưa? Thì trong dữ liệu user nó bây giờ mình đang có không, vô không rồi, tức là vô này nè, vô này nè, vô này thì cái thằng user nè, mình sẽ có user gì đó, user email, đúng không? Vậy thì mình sẽ lấy này gửi email tới thằng user email, không cần này, đúng không? Rồi title, còn nếu mình muốn có đó không sao cả, mình đặt là tu đi, tu bằng này, mình đặt vậy cho đúng cái ý nghĩa của cái hàm để mình nhìn mình dễ hiểu á nè. Tu là gửi cho ai đó, rồi title là cái gì, body là gì, đúng không ta? Đó rồi, setting email là cái dễ tu đúng không, mình sửa luôn, mình gửi luôn đô la reply tu bằng, tức là mình ghi như vậy để mình hiểu cái ý nghĩa của này là cái gì á.
để mình cho dễ hiểu hơn, mặc dù code nó hơi dập chút xíu nhưng mà nó sẽ dễ hiểu hơn, tùy mình thôi. Được chưa? Rồi, nhưng mà chắc chắn setting phải có nha, mình phải cần kiểm tra setting có hay không. Setting thì mình phải vô cái bảng là bảng setting, coi có cột email không. Email nè, có nè, email mà nó chưa có ra gì, chúng ta tại chắc chưa ghi quá. Email phải ghi đây đúng không? Support. Đúng nào Hoàng, đó là khi mà không biết email nào gửi mà khi trả lời lại phải về công ty mình. Được chưa? Rồi, tiếng Anh tiếng Việt như nhau ha. Đó phần email đó. Rồi mình có bốn biến này, gửi cho ai, tiêu đề là gì, nội dung là cái gì, trả lời cho ai. Ghi về rất rõ ràng rồi ha, thì bốn biến đó được khai báo ở đây. Rồi. Thì cái dòng này nè, mình làm gì mình thấy ghi chú lại. Được chưa? Thường thường ghi chú trong này nè, em sẽ không ghi chấm than ở trước. Để nó không có xuất hiện lên trên này. Ở đây sao nó bị sẹt sẹt số 3 này, tháng 5 như thế này nè. À, 3.1 chấm than, để em xíu sạch sẹt ra dư nè. Đó, rồi. Tức là chỗ này nè, nếu mình ghi chấm than á, mình gõ ABC đi thì anh thấy nó sẽ ra được cái ghi chú này nữa. Mà thường chỉ muốn ghi chú là từng cụm lớn thôi, chứ nhiều quá đây cũng rối. Nó lại sẽ không ghi chấm than, tức là chỗ này mình chỉ ghi chú để mình đọc thôi. Là nó sẽ là gì ta? Là thông tin người dùng hay là mảng thông tin người dùng đi ha, mảng chứa thông tin khách hàng. Nó rõ như luôn ha. Rồi user. Rồi, còn thằng này á là gửi email đúng không, gửi email được chưa. Nhưng mà ở đây nó sẽ có vấn đề chút xíu chưa có đúng nào, để coi dữ liệu anh truyền vô nè. Tại vì bản thân anh á là cái body mình là từ cái file email nãy mình có email đây đúng không. Bước này mới quan trọng nè. Bước này đây á, mình sẽ anh sẽ truyền vào một thằng tên là expiry submit đúng không, đúng không, để coi thằng này xử lý làm sao. Thằng này nó có mảng đúng rồi, tại vì không phải một dịch vụ mà nhiều dịch vụ đúng không. À, ở đây em sẽ truyền vào hai cái luôn cho nó dễ. Tại vì anh nghĩ là đây anh ER thì buồn hồi á, ER của anh làm sao đây, ER gender luôn là không đúng, ER gender không đúng, tại vì hồi nãy cái câu chỉ vấn của anh nó khác đúng không. Bây giờ nè, mình sẽ truyền vào hai cái, một á là truyền vào dữ liệu user luôn, hai là truyền vào danh sách các dịch vụ cho nó dễ ha. Thì đây nè, mình sửa lại. Thứ nhất á là mình truyền vào là user. User là mình lấy dữ liệu từ cái thằng nào ta, cái đô la user mình đã có luôn rồi đúng không. Và cái thứ hai là mình sẽ có là service của người đó, đặt tên là service luôn ha, service đây luôn đi, hoặc là tên khác nữa ha, service user hoặc là gì đó, service srs được ta, thôi cái tắt kỳ kỳ quá, service gì luôn đi, service luôn đi cho nó chắc ăn. Thì nó sẽ chính là thằng này nè. Đâu, user đó như thế nào và sẽ việc gì, được chưa? Truyền đó qua hai cái, được chưa? Và để đó lên cái echo này, để chắc ăn á là mình sẽ echo thử ra dữ liệu như thế nào trước khi mình chạy, được chưa? Và khi echo này nó chỉ echo thằng đầu tiên thôi nha, tại vì forest mà nhiều thằng, nhưng mà nó sẽ chỉ echo ra được có thằng đầu tiên thôi, là thằng này thôi, được không? Rồi mình thử chạy luôn nha. Và trước khi chạy thì mình sẽ kiểm tra sửa lại xíu. Mình có hai thằng con user đúng không, nhìn những chỗ nào liên quan user á mình sẽ điền user. Thì ở đây nè, nhìn cái mail nãy đi, cái mail ở đâu rồi, mình sẽ có là xin chào anh, xin chào đây anh chị đúng không. Ừ, cái lan của anh làm gì không hiệu quả. Xin chào anh, xin chào chị, nhìn nó sẽ tạo ra hai cái lan. Đáng lẽ mình là tách chữ xin chào là một cái lan riêng, anh là lan riêng, chị là lan riêng thì nó hay hơn. Như vậy nó lặp lại xin chào dịch hai lần, cái này không cần thiết không. Thì đây giờ nè, sửa lại nè. Cái chỗ này là xin chào, ghi lại luôn anh kèm theo tên đúng không. Full name này là bây giờ là user nha đúng không, user full name đây đúng không ta. Nhưng mà anh chị chưa biết đúng không ta, anh chị chưa biết thì chỗ này nè, SL gì cũng là cách, hoặc là mình lùi thì mình ghi ngắn gọn luôn bằng hoặc là anh hoặc là chị. À, nhưng mà chưa chắc nha, có trường hợp là không phải anh cũng không phải là chị nữa nha, có trường hợp đó mà. Có vậy chưa được, chưa được, trường hợp này không được, chỗ này chưa chắc là anh chị đâu đúng không, tại vì nó sẽ còn trường hợp. Nhưng mà mình coi cái anh chị đi, mình lặp lại rất nhiều lần hả, cái này không cần anh đâu, chữ sổ đó chỉ cần tên được, không cần chữ anh, để coi cần chữ bao nhiêu chữ anh là anh lặp lại nhiều quá vậy ta, nhiều chỗ đúng không, anh có thể sử dụng nhiều lần đúng không, có thể sử dụng nhiều lần. Vậy bây giờ nè, thay vì bây giờ đưa đây xử lý á, XL này á, thì hồi nãy có thể mình đã diệt qua đây, mình đã lấy dữ liệu của chỗ này nè, mình lấy dữ liệu mình đã diệt qua, mình xử lý chỗ này nè
không, thì mình xử lý thêm các anh hay chị đấy luôn, được không ta? Mình gọi là cách gọi như gì đó được, được không ta? Vậy mình sẽ lấy ra đô la bổ sung thêm if đặt luôn đi, đô la if đô la r của gender mình đã bằng bằng gì đây, bằng bằng được chưa? Thì mình sẽ đặt là title đúng không ta, title mình đặt tên gì đó đô la r của title đi, bổ sung thêm thôi, cách gọi thôi, bằng lan của anh, được chưa? Rồi L if bằng gì đây, female, được chưa? Thì bằng gì đây, chị, còn L nữa không gọi gì cả thì bằng rộng luôn luôn có, được chưa? Code này có thể chưa gọn, mình sẽ hỏi nó nè, ví dụ như nè đó, mình lại lười tiếp, mình nói là nó sẽ chuyển qua switch case chẳng hạn, nó số cách nó làm một dòng này khó đọc quá, một dòng này cũng là cách đúng không, nhưng mà cách này khó đọc quá, sử dụng mãn mãn kèm theo này, ok đó, switch đó. Nó cũng không ngắn gọn hơn lắm nhưng mà dễ nhìn hơn đó, switch case là cách dễ nhất, cách thường thường dài nhất là nó dễ là đọc hơn so với kiểu mà mình đang viết FL, tại nhiều trường hợp á dùng FL dùng switch case, cách này còn cách hay nè, mail thì galan anh chị đúng không, đang phát cách xong rồi nó 1 2 đó, còn để nguyên gì cũng được, tao thử code này vô vô gọn hơn không, đang dạy hơn nữa mà hay đang dạy hơn nữa, đáng lẽ ra là thằng này nè nó có thể gom chung dòng được đó, tại nó xuống dòng á nè, thấy không? Thôi mà FL quen xài vậy luôn cũng được ha, rồi để như vậy không biết nghĩa, rồi để như vậy tức là bây giờ mình đã có R thì thôi rồi đúng không, thì qua bên này nè, bên này chắc chắn là có R thì thôi rồi, thì qua bên đây mình chỉ cần anh hay chị chỗ này á, là thật ra là bằng gì đây, bằng đô la user title, mình đưa dấu mẻo rồi là cách mình gọi là một chỗ xem như đúng chỗ này, được chưa? Ở đây mình duyệt ở đây là duyệt service nha, service s được không ta, nè tại vì hồi nãy bên đây mình truyền vô là mình truyền cái biến tên là gì đây, service s, mình truyền hai biến là user, tên biến là user và service s, phép là nguyên cái mảng luôn, mảng con á, mảng có danh sách dịch vụ á, được chưa? Thành ra mình duyệt theo tên này là service s. Rồi SOLAR xin chào, mình lại dò cái mail chắc ăn, nếu anh sao lập lại cái này hoài nè, anh tính đừng lập tại tên nó kỳ quá, nếu anh đã thanh toán rồi thì chỉnh tăng rồi thì hay hơn, lập tại kỳ đọc như kỳ lắm. Xin chào anh Nguyễn Tính, đây là thông báo nhắc nhở giới hạn, với lần bỏ qua thông báo này, nếu anh Nguyễn Tính chọn nhập lại tên ta kỳ đúng không, anh đã giới hạn rồi đúng không, là xong, đã đã thanh toán rồi, rồi nếu anh đã thanh toán rồi, nếu chị thanh toán rồi là xong, tức là chỉ ở đây nè, nếu nó anh hoặc chị đúng không, tức là quỹ này bỏ vô, nếu chị đã thanh toán rồi, anh thanh toán rồi đúng không, cho nó đúng, một số chỗ họ làm họ lười hoặc là không đủ trình độ sẽ là anh chị, hiểu không, đúng không, nhưng mà vậy thì nghe đâu có hay đâu, với lại có cảm giác không chuyên nghiệp đúng không, như vậy nè, cảm giác máy móc đúng không, đây là thông báo nhắc dài hạn, phải nhắc vui lòng bỏ qua thông báo này nếu anh đã thanh toán rồi, ok chấm tiếp tục. Ở đây cái mail này bỏ không có lan không vậy, anh nói vậy thôi, có lan này hiện tại anh không đưa vô lan, thành ra mấy cái này nè là nó chỉ hiện tiếng Việt thôi đó nha. Nhưng mà cái thô này là nãy em có đưa vô lan nè, tức là nếu mà cái chỗ lan chính cái chỗ này em có bỏ lan thì khi ghi em có lan hết, tức là nếu tiếng Anh nó sẽ thành chữ mail và sẽ thành chữ female luôn, tiếng Trung Quốc thành chữ khác, tiếng Hoa chữ khác, hay tiếng gì thành chữ khác, nó đổi được không? Nhưng mà cái này của anh đang cố định, thành ra là nó sẽ bị vấn đề, hiểu không ta, đúng chuẩn là phải làm gì,
lan đó, mình code là mình phải đưa vô lan hết. Xin chào, đây là thông báo nhắc gia hạn phải đúng không, lan được chưa, vui lòng bỏ thông báo này nếu bằng lan. Mình có thể đưa hết nguyên câu luôn cũng được ha, nguyên câu dài luôn cũng được luôn nha, nhưng mà ở đây á, mình cách nha, những không hơi nguy hiểm, không biết dịch đúng không nữa nha, những cái dịch sai á. Đưa nguyên câu á, thì dịch chính xác hơn, còn đưa từng chữ á, có những sai đó là lúc làm xong rồi mình phải thử tiếng Anh cho nó làm sao luôn, mình chuyển web sang tiếng Anh xong mình thử gửi chạy thử mình nè, mình dơ lên nè, thay vì là nó đang là vi chữ n xong mình gửi thử nó ra cái gì, ví dụ vậy á, mình phải dò lại, nếu mà nó sai á, mình phải ngồi mình chỉnh lại câu chữ này, mình dịch lại kiểu khác cho nó đúng. Hay là tạm thời cứ làm thẳng tiếng Việt như vậy thôi, nhưng mà sau này đúng thì phải làm lại cho nó đúng hết đó. Mấy anh thấy lỗi quá thì mình quăng hết tất cả nguyên câu rồi vô cả thằng này luôn, vô trong một cái lan luôn nữa để dịch đúng à. Tách ra như vậy thì nó sẽ nhẹ và nhưng mà cơ bản là có chừng nó sẽ bị sai, tại dịch tiếng Anh nó ngược đó, biết không, đảo chiều đó đó. Rồi dưới đây là danh sách. À, ở đây mình không cần đưa hết cái dịch vụ đâu, giờ mình sửa lại đi, mình chỉ cần đưa các dịch vụ cần gia hạn thôi. Bên dưới ha, bên dưới là danh sách các dịch vụ mà anh đang sắp hết hạn đi. Bên dưới là danh sách các dịch vụ sắp hết hạn. Mình thấy ghi tiếp luôn. Vui lòng chuyển khoản gia hạn trước khi gián đoạn. Vui lòng chuyển khoản gia hạn trước ngày hết hạn. Đây chỉ là anh chị đúng không? Đúng không? Mà lưu ý nè, anh chị bây giờ phải là tiếng Anh. Phải viết Hoa chứ là đúng không? Tại vì nó sai dấu chấm. Rồi ở đây mình sẽ thêm là mbstr to upper chứ hả, upper nhớ kèm theo là utf8, tại vì mình có ngữ tiếng Việt á mà mình phải chuyển bằng cách này, sạch lại cái đúng không, là chuyển một chuỗi nè, utf gạch ngang không có ship gạch đúng không, sai đó. Phải sạch kỹ lại đúng không, upper rồi chuyển đó, chuyển mẫu ngữ luôn á, còn cái hàm này không rồi nha, là nó chỉ chuyển được tiếng Latin thôi, cẩn thận cho đó, phải có chữ MB xếp gạch nữa. Vui lòng chuyển khoản gia hạn trước ngày hết hạn ít nhất 24 giờ để các dịch vụ không bị gián đoạn. Dưới đây là danh sách các dịch vụ. Rồi vậy là chỗ này không cần đúng không, nó bỏ này đi nè. Xin lưu ý rằng với các dịch vụ đã quá hạn, bỏ qua đây luôn đi, không cần, ngắn gọn thôi, động vào bấm đọc rồi cái bảng này đúng không, tới cái bảng đó, giờ tới cái bảng, tới cái bảng thì sao, tới cái bảng thì mình có bảng rồi, dịch vụ là bây giờ nè, bây giờ trong này nè, trong thằng quỷ này là mình đã duyệt qua tất cả ESR chưa nha, chưa nha, ER của anh là chuẩn bị đúng, ER cái này không duyệt, cái này không có duyệt đâu, không có duyệt ở đây, không có ER đây luôn, tại vì cái mảng mình lúc này mình mới đổi cái bảng, mình đưa bảng user rồi nhớ không, không có đó đây, sau này sẹt sai nè, này bị gì sai nè, màu trắng nó màu kỳ lắm nè, cái màu này thấy không, là nó bị lỗi không biết sao, nhưng mà nó có chỗ nào đó nó sai, nó bị gì đó, mình đã ghi sai chỗ nào rồi đó không biết, bây giờ nè lát mà sửa tới đó, cái chỗ này nè, cái bảng nè, table nè, tới bây giờ nè, dưới này nè mình bắt đầu forest nè, cái tiêu đề bảng là mình có rồi. Đâu rồi ta, bảng nó mất tiêu rồi. Đây đây, đây cái bảng này. Đây, cái bảng, cái tiêu đề giữ nguyên đúng không? Rồi giờ mình mới duyệt qua td đúng không? Là forex nè, chỗ này mới forex nè, đúng rồi đó. Sao bỏ mất tiêu này nè. Con nó có nên bỏ cái bảng ta mất tiêu nè, thấy không? Đây là cái bảng cần phải có nè. Bảng đâu bỏ được. Đó, cái forex sẽ là service.
Ê, R1, đặt R1 ha. R1, giờ không có R1 nữa, mà đổi thành R luôn đi. Kỹ thì để mặt vuông vô nha, cho chắc ăn. R thôi, Freelion, tức là sửa thành R thêm R1. Tại không có phép bên ngoài nữa, không có phép bên ngoài nữa, mình đã chuyển thẳng kia vô đây rồi. Rồi, subtotal, này mình tính toán cộng trừ chia lên ra số tổng đó. Vượt qua tất cả dịch vụ nè, ESR. Thì mỗi dòng dịch vụ ở đây á, mình sẽ cần có là dịch vụ cộng là cộng với total. Quan trọng in ra thôi màu nè. À, cái này mày hết hạn chưa đúng không? Không cần màu nữa, bỏ luôn cái chuyện màu đi. Mình in ra hết nguyên cái bản bình thường thôi là được. Vậy cho nên là chỗ này nè, color không cần. If class color link a. Style bằng cái này color và thay thô. Tên cọp này sai, thôi này không cần. Từng tên đúng không? Dịch vụ đúng không? Sẽ là cái gì đây? Sẽ bịt gì? Nè, cái số Việt Nam đúng không? Ừ. R số Việt Nam, chỉ cần ấn số Việt Nam thôi. Còn cái tên đồ, cái này tha thô đồ hả? Không cần ID, không cần luôn đó. Đang truyền thì A hả? Thấy A gì không? Đâu có đâu đúng không? Không. Ừ, bỏ luôn thằng này được không? Rồi style bằng bỏ luôn thằng color đi, không cần nó nữa. Không cần. Rồi link A if color thì nó sẽ có lắp A, không cần luôn. Rồi, vậy thôi. Vậy không cần color nữa thì này cũng không cần luôn, đống này cũng không cần luôn. Color không cần. Tại nãy mình làm cái màu phải không? Trước là cái màu, giờ không cần đâu. Mà chỗ này nè, sửa lại cẩn thận nè. If subtotal cộng không cần luôn. Lúc nào cũng cộng hết. Những cái gì mình lấy ra là những cái sẽ hết hạn. Chứ phải lấy tất cả. Trong tháng sau mà đúng không? Là mình cộng hết vô luôn. Rồi. Sao mới vô bằng 2.000 2 triệu gì vậy? Không không chứ đúng không? Này anh chưa làm xong mà. Sao tiên bỏ dở vậy? Quên phải không? Chứ xong mà. Đó, cộng vô. Rồi tới gì nữa? Tới cái techno wrap color cũng không cần color nữa đâu. Bỏ color. Ở đây là cái ngày hết hạn đúng không? Này cộng đầu tiên dịch vụ nè, coi lại. Dịch vụ xong tới ngày hết hạn. Ngày hết hạn là cái cột gì? Ngày hết hạn là cái cột tên là Friday đúng không? Tên cột mình đổi mà, mình sẽ đánh cột lại. Nó là kiểu tổng số giây nên mình chuyển thành là giây bên đây, đúng rồi. Mình chỉ cần hiện là ngày thôi, không cần hiện phút giây đâu. Rồi tiếp tục nữa. Bỏ color luôn. Ở sau là số tiền lịch gia hạn, số tiền gia hạn đúng không? Là fit. Đây số tiền đây. À, ở đây là dùng cái hàm là number format. Chuyển nó sang. Ở đây mình có thể dùng theo cái ngôn ngữ mình đang xài là cái gì đó. Không có dùng setting này nữa. Setting number decimal, setting này thì không có nha. Setting không có xài cái đó nữa, mình không xài cái đó nữa. Mình không xài kiểu này nữa. Bây giờ thằng này nè, nếu mình in ra vậy không nè, đơn giản mình in ra vậy không nè. Là nó không có phải con số. Được chưa? Thì mình sẽ có cái hàm. Sạp đi. Lan. Nó có một cái hàm mình hay xài lắm, mấy bạn hay xài có sẵn nè, sóc lan, nó theo ngôn ngữ đô la sóc lan gì đây, number format truyền vô. Ở đây mình sẽ không cần, tại vì tiếng Việt đúng không thì phải không cần số thập phân gì hết, mình dùng theo lan nha. Nó bao phát của lan nghĩa là sao ta, dùng như đối với tiếng Anh thì sẽ là như nè, 572.123 gì đó đó. Tiếng Việt thì gì đây? Chấm. Thấy không? Nó sẽ thay đổi theo ngôn ngữ á, được không? Tức là mình quá là dùng của lan là ok nhất. Đó. Rồi, hết forex. Rồi, bây giờ xuống dưới là hiện cái phần tổng. Tại mình đã duyệt hết phần tổng rồi đúng không? Cái chỗ cần gia hạn thì không cần đâu, chỉ cần tổng tiền được rồi. Bỏ luôn thằng này. Mình sẽ in ra cái chỗ là subtotal. Subtotal và total nữa ha. À vậy là bỏ subtotal luôn được không ta? Ngày hết hạn, bỏ cái một cái là total rồi, ngày số total đó. Total tổng tiền là được rồi ha. Này chỗ này nè, total một cái thôi. Cái màu vàng này cũng không cần nè. Màu vàng này nè, bỏ này ha. Bỏ nguyên đó nè. Tổng tiền in ra total đó. Thì total mình cũng dùng cái hàm này nè. Này là hàm mắt gốc của BigB đúng không, nhưng mà mình phải dùng cái hàm của mình thì nó mới chuẩn theo ngôn ngữ, tức là mình không cần phải truyền vô như vậy nha, cực khổ nè. Vô hôm đang thôi là xong, là nó mát rồi. Tổng cộng là nhiêu đó tiền, hết hết table
mở table, đóng table, mở đâu, mở đây, đóng đây, tao theo b, xong b thật sao tụi mình phải thục ra vô kỹ quá, tới chỗ này anh thục ra, chỗ này thục vô ra kỹ quá, cho ra ngoài cái, rồi cho nó đều, rồi sau đó hết rồi tới dòng dưới, thông tin chuyển khoản, đúng không? À, thông tin chuyển khoản, nếu mà tiết kiệm nhiên liệu thì mấy chỗ này nè em sẽ không có để nó cách, không để nó cách chi, cách không quan trọng, bỏ đi cho nó nhẹ, phải không? Nó nhẹ cái mail mình, chấm phải sau cùng này cũng không quan trọng nè, bỏ chấm phải luôn, bỏ hoa trắng luôn, bỏ đó, ha. Mấy này mình cậy kỹ mình chỉnh là hết, rồi bây giờ nè, còn này là tại vì cho thằng Coda, thằng Nova nó hỗ trợ sẵn cái này, chứ không phải nó có sẵn, cái lần này chỉ là cái đó, chọn màu khác thôi, để đổi ha. Rồi bây giờ là thông tin chuyển khoản đây này cố định ha, về cơm băng. Ủa sao nó không có băng owner đâu, ra setting nữa hả? Setting này bỏ setting à, setting mà sửa ok cũng được, nếu như vậy thì setting chắc phải có nha, trên bên đây chưa có nè, bên setup này chưa có nè, bên này phải bổ sung vô setting. Đó là anh bổ sung vào setup 2 đúng không? Bên setup chưa có nên sao em phải bổ sung băng, có hết những cái này, if setting if vui lòng liên hệ theo thông tin ở cuối email này để tiến hành thanh toán và hoàn tất đơn hàng. Rồi đó là trường hợp mà không có thông tin này đúng không? Không có thông tin này, rồi thông tin chủ sở hữu r gender, không có r gender đâu mà là r gender cũng được, mà đây đặt là user luôn cho nó khỏe, đúng nghĩa nó ha, user. À, không phải này anh chị chứ ha, anh chị đây là nè, cho anh chị, bỏ anh chị luôn đi, không cần anh chị đâu, anh chị không cần, sao cho nên anh chị hoài ta, chủ sở hữu anh chị full name mà, chỉ cần full name thôi, full name đâu, không cần anh chị đâu, tại vì chỗ này là mình chỉ in ra full name đủ rồi, không phải lúc nào cũng cần gọi anh chị, chỗ này là user full name là đẹp rồi. Đó, email là user email, mail to, thật ra user email là luôn luôn có ha, ít cũng được thôi, ít vậy cũng được, không sao đâu, okay. Kỹ, đúng không? Mình chắc chắn nó có, không có là gì mình gửi, mình đang gửi mail mà, đúng không? Mình đang gửi mail mà, không có sao gửi được, phải có mail. HTML special char, user email, này cũng HTML special char, không cần đâu, này in ra là được rồi, không cần HTML special char đâu. User email, email mail to, email có rồi thì nó là email rồi, không cần luôn đâu. Này không cần đâu, email không có cái gì đặc biệt đâu, à, email đâu có gì đặc biệt đâu, trước khi mình insert database mà kiểm tra là phải email không rồi, không email mới được vô, không cần đó. Rồi di động sơ điện thoại đi, tại bây giờ nó điện thoại là ta sẽ di động luôn rồi, gần như là vậy ha. Điện thoại thì mình sẽ user phone, có thì anh không có là thôi, cái này nè mình sẽ relay nè, mình bỏ hết tất cả những cái nào không phải là số chữ ra khỏi phone ha. Hoặc là mình đi mình hỏi nó là dòng này đi làm gì thì hỏi lại ha, dòng code này đang làm gì không biết thì mình hỏi đó. Đó không nè, để thay thế tất cả các ký tự không phải là chữ số trong chuỗi này bằng chuỗi rộng, không có gì hết, có nghĩa là loại bỏ chúng. Nó giải thích cụ thể luôn nè, đó từng ý nghĩa nó là không chính là cái gì, dấu này là gì đó, không nó rất rõ ràng luôn, mình coi mình học luôn đó, hỏi chat GPT nha nếu gì không biết. Cộng thật ra không chắc là cộng nữa nha, coi thử nha, trong cái bảng user coi lại user mình đang lưu kiểu gì nha, mình coi lại cái dữ liệu của mình cho đúng, user mình đang lưu là phone là mình lưu có 84 luôn, mình đang lưu có 84 luôn, sao cái khói không trời, cũng hơi kỳ ha. Nếu đồng bộ luôn á là ở đây nè, nó có coding code rồi, vậy thì tương lai ở đây sẽ không lưu đâu, ở đây đã có rồi, vậy thì không cần, sau này phải chỉnh sửa lại được chưa, vậy là xem như không cần, vậy thì ở đây á, mình sẽ không cần có dấu cộng ở đây đâu. Cái này phải kiểm tra kỹ lại nha, cái này phải đồng bộ lại dữ liệu nha, chắc lại cái này phải chắc lại. Bây giờ giả sử như nó không có đi ha, thì xem như ở đây mình sẽ là không, đúng không? Còn khi mình gọi á, mình gọi điện thoại á, là mình bỏ hết tất cả những cái này ra rồi,
ở đây số điện thoại mình sẽ không lưu số 0 được đâu, mình sẽ lưu số, thành ra chỉ luôn vậy thôi nè, không số 0 đầu tiên, mình thì số 0 vô. Còn đây là mình gọi thì mình phải ghi ra cộng 84 vô nữa, được chưa? Dấu cộng là cố định rồi, còn 84 mình phải vô là bằng đô la user con lên gì code, và ở đây mình phải lấy ra gì nữa đây, truy vấn cái nãy á, cái bên phone đi u chấm con lên code được không ta, mình lấy ra mình sẽ dùng được rồi, đúng tên cọc rồi ha. À, đó là cách mình sẽ chỉnh sửa lại đó, phần đó thì update tại sao cho em, nhưng cơ bản phải đúng như vậy mới được. Padding rồi địa chỉ, địa chỉ thì mình sẽ là không phải r đâu mà là user đi, mình dùng user, user address, địa chỉ thì html special cũng được không sao cả, user đường link này nè, html special ok rồi, style padding rồi hết rồi. Nếu có bất kỳ thay đổi nào và thông tin chủ sở hữu, vui lòng trả lời lại email này để được hỗ trợ cập nhật thông tin nhanh nhất. Rồi email, setting của email này có rồi đúng không? Có lại, setting của email có rồi. Rồi hotline, sao hotline nó bị hai cái lặp lại, email sao? À, hôm bữa là chắc là do cái chưa nhập đúng không? Rồi email, rồi hotline, hotline thì tell rất relay của setting phone, cần có setting phone đúng không? Phone chưa có thì bổ sung thêm luôn cho rồi, bổ sung thêm luôn đi. Insert, setting. Mấy cái băng nào này chưa insert nữa, thì insert thử cái băng này vô nữa. Phone ở đây á, phone mình đang ghi là bình thường kiểu này, in ra sao, phone là hiện ra thôi, hiện ra nó sao hiện vậy, và ở đây cũng sao hiện vậy thì ghi đủ luôn đi. Xin lỗi, 8999365 24 8489 9 3 6 5 24 để mình cắt sao cho nó dễ nhìn. Rồi vậy đi, được không? Ở đây tại vì nó relay rồi nè nên nó sẽ không, nó cũng sao không có dính đâu, nhưng mà cẩn thận chút xíu, mình đã ký dấu cộng rồi thì nó relay rồi, không phải số thì nó sẽ mất luôn, nên thế thì nó cộng lại đi đúng không, thế nó cộng lại. Ở đây mình cũng lấy mất cái dấu cộng luôn rồi, nên nó cộng lại mới được, nó mới đủ. À, đây không relay chứ, đây ghi đủ chứ, chỉ này relay thôi ha, mình phải check database mình hợp với đó. Rồi xong hết rồi, bây giờ có cái băng nha, cái băng cho đủ rồi nè, băng là ngân hàng, băng name, băng account, băng owner, ok, insert, mình có băng là Vietcom băng, cái băng đủ rồi, băng account, xin lỗi, Vietcom băng, tạm thời giống nhau hết đi, băng account, năm 90 90 600 rồi, insert thêm cái tiếp theo nữa, họ tên đúng không, là băng gì, băng owner, cô số tiền cho number of match chứ đúng nè, số tiền sắp total, sắp total không đúng là total ha, mình bỏ sắp total rồi, total number of match ghi lại chỗ này đi, lấy lại chỗ này để cho nhanh nè, số tiền $500 r phone user, chắc mình tìm mình sửa luôn cho nó hết một lượt hết đi, relay đi, user không có r đâu nha, tại vì r không có nữa, r trong cái forest thôi, forest mình có chút xíu ở đây nè, forest đây trong cái bảng thôi, còn lại nó phải là user, mình chỉnh hai cách khác nhau đó, đô la r chắc kỹ coi ở ngoài còn r nó là sai nha, rồi hết rồi đó. Rồi bây giờ tới đây, tới đây xong ha. À, bây giờ để chạy lại á, thì mình sẽ kiểm tra, mình bỏ cái lock cái đã, mình chạy có lỗi gì hay không để biết có lỗi hay không ha. À, ở đây hồi nãy code mình tới đây mình e cho rồi, tới chỗ này nè mình e cho exit rồi, được chưa, thành ra thấy body rồi ha, mình sẽ chạy thử, bỏ cái nút send này khoảng gửi
Bây giờ gửi mất công lắm. Lỡ gửi mất công không? Mình đâu gửi thật đâu. Mình muốn coi thôi. Rồi. Thông báo về hàng dụng. Xin chào anh, tại tên khách tên vậy. Được chưa? Đây là thông báo nhắc nhở hàng, thấy có lỗi không? Được chưa? Và mình cái lỗi này một là in ra rồi, hai là mình sẽ check ở đây mình cũng thấy nè, một số trường hợp nó không in ra nha. Kỹ lúc nào phải vậy mình chạy mình kiểm tra. Đó, có lỗi, nó ghi rõ luôn. Ừ, là cái này nè, ở dòng số bao nhiêu? 62 gì đó không biết, nhưng mà nói chung là biến này đúng không? Sạch cái biến này, chắc chắn trong phần email mà chứ đâu, bây giờ mình có tới đâu. Đó. Thấy không? Toto mình không phải cái này nữa mà là gì ta? Free fit này đúng nè. Đúng không? Rồi. Kiểm tra lại một cách xóa bỏ này tiếp tục nữa. Rồi, tải lại trang. Rồi, được chưa? Đọc lại từ trên dưới. Xin chào anh Toàn Siêu, đây là thông báo nhắc gia hạn, vui lòng bỏ qua thông báo này nếu anh đã thanh toán rồi. Dịch vụ bên dưới là danh sách các dịch vụ sắp hết hạn. Anh với Hoa toàn bộ, sai. Thấy chưa? STR, anh không với Hoa toàn bộ vậy. À, tour rubber gì á, sạch rồi. Rubber này đó. Rubber rồi. Nhưng mà chưa đầu tiên. Đó. Chưa đầu tiên á, đúng rồi đó. Đó này. Đâu nhớ đâu, cậu Google nó ra thôi. Rubber, tour rubber mà. Không có hết ta. STR tour. À, chat đây. Chat. Trong BP khỏi luôn đi. Giúp tôi viết Hoa. Toàn bộ chữ. Tôi muốn chỉ viết Hoa chữ cái đầu tiên thôi thì dùng hàm nào? Khỏe quá giờ sẽ uống kết luôn. Có gì mà khỏe. Kết hợp hai cái không cắt đi. Đó. Đó, đều có đó, thấy không? Thì ở đây nè. Ở đây á, nếu mà mình dùng hàng này không nè, cái này không nè. Thằng này không kèm thêm số này không nè cũng được, nó cũng ra nhưng mà nó sẽ bị là như chỉ xin chào là xin tiếng Hoa chào tiếng Hoa luôn, đấy là vậy không? Để coi người hỏi nữa đây. À, chuỗi của tôi sử dụng UTF-8 có cách nào đơn giản chỉ với một dòng code không? Lấy con gọn coi hỏi nó. Nó cũng tròn vòng luôn. Đó, rồi cái bản này ngắn hơn nè. Và phần bên kia tham số sẽ là cái đầu tiên của mỗi từ. Cách đầu tiên vâng, cách đầu tiên của cái này nè, chắc ăn hết cách này nè. Phải không? Copy cách này. Theo thôi. Đây nè. Rồi, viết Hoa chữ đầu tiên là cái chữ cần viết Hoa, rồi cắt cái chữ ra. Có không có cần dài như vậy, không cần dài như vậy đâu. À, rồi gọn gọn lại chút xíu coi. Cái này á, chính là cái của mình nè. Thay thô. Cắt nó. Quăng nó thái thế vô chỗ này. Anh chị gì đó. Bằng này luôn. Rồi. Đâu rồi ta, đây ký lộn nhầm trang. Đang sửa code trên này mà chết bà đã về, mất tiền mất thời gian chấm công nãy giờ, mất chấm công rồi lỗ rồi. Startup bây giờ đang sửa bài startup bây giờ. Đâu rồi anh, rồi hết nè. Đó, đó, bên dưới là các danh sách các dịch vụ sắp hết hạn, anh vui lòng chuyển khoản gia hạn trước ngày. Dưới đây sắp sắp hết hạn, anh vui lòng chuyển khoản gia hạn trước ngày hết hạn ít nhất 24 giờ để các dịch vụ không bị gián đoạn.
dịch vụ, ngắn hạn, số tiền là 7 đồng. Cái này ngắn hạn là ngày này, số tiền ở đây, tổng tiền ở đây, đúng rồi phải không? Thông tin chứng khoản. Đó, đó, số tiền là có luôn rồi nè. Nội dung. Nội dung hiện tại là đang lấy theo cái là số điện thoại khách hàng. Đúng không? Nội dung là lấy theo số điện thoại khách hàng. Mốt chỗ này thì sẽ sửa lại nội dung khác gì đó, anh chỉ bắt như vậy đi. Rồi. Số điện thoại dài quá nha. Nội dung chắc là ID khách hàng cho nó ngắn gọn. Thôi cứ làm vậy đi. Thông tin chủ sở hữu. Điện thoại 084. Này giờ mình sai đó, địa chỉ không có. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin chủ sở hữu, vui lòng trả lời lại email này để được hỗ trợ cập nhật thông tin nhanh nhất. Này giờ là chưa kịp đồng bộ nha. Email có link rồi, hotline cộng 84 899 4514. Rồi. Ok ha, ổn ha. Này link đúng chưa? Link về trang sơ tâm mà. Cho link về sơ tâm luôn kệ nó. Nó linh thăng nó coi linh lại cho a hrf bằng cho linh đầu tiên á, trang web mình á, logo á, à thăng lỗi gì đâu đúng không? Không có đâu hết, không có đâu hết thì cũng không đúng lắm đâu. Mình sẽ cho linh về là xe tâm luôn đi, nhưng mà sẽ là bằng đô la sóc url ols nữa. Mình đại vô đồ chat đi, là vô trang chủ hoặc là root cũng được ha, hoặc là chat cái trang này thôi đó. Linh đó nè, cái linh này sẽ tâm thì sau này cho khách vô luôn, đắp bình vô luôn ha, cho đúng. Đây là gửi mail, mail tu nè, này con nè, số điện thoại là con nè, đây là mail tu nè, rồi ở này con nè, đúng rồi ha. Rồi tạm thời như vậy là ok ha. Rồi bây giờ nè, send phần này xong xài bỏ luôn ha, xong rồi ha, bỏ này luôn. Rồi bây giờ send này á, để cẩn thận á, em sợ là mình send sai, thành ra là em không send cho em đâu, mà sửa ở chỗ này nè, tu nè, tu nè, bây giờ tu ở đây sẽ là tu bằng được chưa, đó cho gửi được chưa, gửi cho em thôi đúng không. Mà lưu ý nha, sẽ gửi rất nhiều mail nha, tại mình có rất nhiều người mà. Giờ thử luôn, chạy gửi cho em nội. Chắc mày quay. Chưa đó. Send renewal. Ai xếp mục tiêu lâu nữa gửi. Chưa. Rồi, cái này là đưa lên đây luôn nè, gửi cho mail ở đây luôn nè, đó. Rồi, chạy lại. Chạy, nó bên ra gì đâu. Chỉ gửi thôi, mình đâu bên gì đâu. Hồi nãy tới hàng mấy khách mà gửi hai mấy mail á. Gửi giữ á. Nhưng mà tiêu đề có đặt gì đâu. Thông báo về hàng dịch vụ kèm theo thời gian hả? Lát sửa lại, tháng bao nhiêu đó hay hơn. Rồi nhóc mail rồi đó, 15 mail rồi không đó. Đây, xin chào anh, cái tên khách nè, đọc kỹ nha, bấm theo phải về nghe không? Về đúng rồi ha. Xin chào anh Trần Văn Tài. Đáng lẽ xin chào phải có dấu phẩy. Sai đó. Xin chào, tức là sau cái xin chào á là mình sẽ có một dấu phẩy sau cùng. Mình xuống hàng. Trong mail thường nó như vậy. Đây là thông báo nhắc nhở giới hạn, vui lòng nhắc giới hạn nè, đây là thông báo nhắc giới hạn, vui lòng bỏ qua thông báo này nếu anh đã thanh toán rồi. Dịch vụ. Bên dưới là danh sách các dịch vụ sắp hạn, anh vui lòng chuyển khoản giới hạn trước ngày hết hạn ít nhất 24 giờ để các dịch vụ không bị gián đoạn. Dịch vụ ngân hàng, số tiền, rồi thông tin chuyển khoản ngân hàng Vietcombank, số tài khoản, chủ tài khoản, số tiền, nội dung, thông tin sở hữu là thông tin của khách, email, số điện thoại, địa chỉ. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin chủ sở hữu, vui lòng trả lời lại email này để được hỗ trợ cập nhật thông tin nhanh nhất. Support email, rồi xong. Đây, email một cái chuẩn là mấy khác nó sẽ tương tự thôi, nó sẽ chuẩn thôi chứ không có gì cả, tương tự. Rồi bây giờ đâu có chuẩn này nè, khách hàng này có hai dịch vụ rồi, thấy không, báo hai cái cộng tiền đúng không ta? Rồi đúng rồi đó, được chưa đó. Xem như cái phần này xong ha, nhưng mà em vẫn chưa cho gửi đâu, em sẽ cái chắc kỹ là em sửa thông tin ta bay số điện thoại đúng hết em mới cho gửi nữa ha. Tạm thời vẫn như vậy, tạm thời cũng bỏ cái send này để gửi lung tung, chạy tới đây thôi.
cái xí lơ bút không có thì mình để trống đó, thì mình có thể coi tổng quan là code mình đoạn cuối nè, được chưa? Đó, nó sẽ có hết từng cái. Nhưng mà cái này á, anh tiếp tục lát anh pull code, anh kiểm tra là cái email này anh định dạng là cho đẹp, được không ta? Mấy cái nãy em nói mình dạng mấy chỗ bao nhiêu này không cần thiết, cách ra sẽ gọn lại. Với lại kiểm tra xem sau này cái này nó màu kỳ quá, em muốn thấy cái màu chỗ này nó kỳ quá, rất là kỳ cục. Đáng lẽ cái màu này nó không phải như vậy đâu, nó không thể nào màu trắng như vậy đâu, sao lại trắng như vậy? Mình có cái gì vấn đề gì ở đâu đây? Tới đây còn đúng nè, tới đây tự nhiên nó đổi màu, nó kỳ cục quá. Đây coi chỗ này có gì sai không nha, hết thấy không, thấy hết không? Rồi làng quỷ này nè, thằng quỷ này có vấn đề gì nè. Span mở span đây, đóng span đâu, mở span nè. Bây giờ mình có thể thử một cách là mình enter xuống nè, mình enter xuống nè, thẻ A đúng không, thẻ A rồi đóng thẻ A đây, rồi không có đóng span, thấy chưa rõ ràng đúng không, nó có vấn đề đúng không? Đó là mình thấy rõ ràng luôn là có vấn đề, và mình sẽ thêm đóng span lại đó, tự thêm luôn, thấy không, luôn lại vẫn còn cái gì đó nữa. Td style bằng, bỏ này coi không ảnh hưởng, color style bằng không ảnh hưởng, a class bằng sóc đóng a lại, color nó vẫn còn cái gì đó, td tr đóng tr lại xuống hàng tiếp đi, center style này, nguyên cái style này là nguyên cái thằng cái chấm phẩy sau cùng không cần thiết, bỏ nó luôn cho nó gọn đó. Rồi span cái này là chữ bình thường, xong rồi tới thẻ A xuống hàng, A nháy sau này dấu thằng nè, thấy chưa chỗ này không đúng nè, chỗ này phải lấy gì ta, cái nãy của mình á, cái đường link của mình á, lúc mà mình sửa code phải kiểm tra kỹ hết nha. A thấy A viễn linh đúng rồi hết á, kiểm tra lại nè, HRF bằng nó còn thằng gì không nha, còn chỗ đó thôi à. Rồi target bằng style bằng không cần con trắng này, class bằng tới đây là hết thẻ A, cho xuống hàng luôn, mở thẻ A thì đóng thẻ A, đóng span lại, sao nó vẫn bị đỏ bị trắng rất là kỳ lạ. Thử này coi, do này bỏ hết thằng A này coi. Không hết, sao hết, bỏ hết D này thì hết nè. Ủa, không hết luôn. OTR sao ngoài table nè, sai nè, table đóng rồi, đóng đây rồi, sao TR còn được nữa, hiểu không? Xong rồi TR đâu có tồn tại nữa, thằng TR này phải nằm trong table, TR đâu có ngoài table đâu, table 2 table được hả? Nè, bản thân TR này là table nào? Ôi mấy table lận? Hai table này. Vậy hả? Bây giờ table này nè, vậy thằng table trong đâu? Table ngoài đúng không? Xong rồi TR, TD. TR, TD, table, vậy là ở đây phải đóng TD nè. Xuống thẳng cái này là phải đóng TD. Đóng table nữa. Sai nè. Sai đây nè. Nè, cái thằng table này nè không đóng đây. Đóng ở đây. Thấy không nè. Đó, thấy chưa? Bây giờ mới đúng đó. Bây giờ mới đúng. Rồi. Chắc ăn mình phải thử lại một lần nữa. Thử lại nữa cho chắc ăn nha. Thế là chỗ này mình phải e cho ra body nữa. Body chấm phẩy. Tại nãy có mấy xuống dòng rồi các thứ đó, mình coi mình phải kiểm tra lại coi nó bị lỗi không chắc cách được không á. Mình cũng phải chạy lại. Đúng rồi. Chắc lại hồi nãy dưới này mình xuống cái dòng mình cách rồi đó. Các thứ. Rồi, chắc là ok đó ha. Rồi, ok. Rồi giờ em sẽ đẩy code lên trên server. Được không? Đẩy code server. Anh nhớ lát sửa lại này nữa nha. Với lại làm gì biết không? Đưa vô LAN. Đưa hết tất cả những chữ vô LAN, xong rồi thử đổi thằng này sang EN, xong rồi chạy thử coi nó ra làm sao. Nha, chắc là thử coi. Không biết là cái web này em đã cho dịch chưa nữa nha. Không nhớ nữa trời. Sai tâm tu có dịch chưa ta? Không biết nó có dịch chưa nữa. Sợ là không cho dịch nữa. Chưa cho dịch ta tắt rồi. Thôi tắt rồi thôi, nhưng mà anh vẫn cứ đưa vô hàm LAN đi. Rồi bữa sau mình update thôi sau nữa được chưa? Bây giờ đưa code lên trên server nè. Git add on, xin lỗi sai rồi.
gạch gạch on on đi sai á, git commit. Commit trừ m comment lại. Mình đang thực hiện cái code vô cái thằng là send renewer, copy cái chữ cho nó nhanh, send renewer dài quá mà vẫn phải ghi đầy đủ ha. Rồi git post, nếu post lên được thì mình sẽ, nếu này mình bình thường chưa có ai post cả, còn nếu post lên không được có nó sẽ báo lỗi mình lại git fetch with pull về mình post lên lại nữa là sao, đúng không? Nếu mà nó báo lỗi là có ai đeo đụng độ gì đó bắt đầu mình gõ là git gì fetch, xong là mình git pull pull về xong mình git gì nữa ta, post lại cái là xong ha. Đấy là nếu có đụng độ nó sẽ kéo về, nó sẽ xử lý cho mình, thường là như vậy thôi, giải quyết được rồi. Rồi xong ha, stop cái video.